ngoài trời đổ mưa nhẹ. Peppa, George, mặc áo mưa vào đi các con. Khi trời mưa, Peppa và George đều phải mặc áo mưa. George không thích đội nón đi mưa chút nào. George, con phải đội nón mới được. Dạ tại sao? Bởi vì con phải giữ khô người. Dạ tại sao? Bởi vì con có thể sẽ bị cảm lạnh. Dạ tại sao? George, con muốn chơi trong vườn hay không? Vậy thì con phải đội nón chứ. Đi nào chó. Peppa và George sẽ nhảy lên những vũng bùn lầy. George không hề muốn đội nón đi mưa của mình. Peppa, George, con vào nhà đi, mưa lớn quá, vào nhà chơi đi các con à. George à, nón của con đâu? George đã bị cảm lạnh. Ôi, tội nghiệp George quá. Con bị bệnh rồi kìa. Không cần lo, anh sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây. Tôi hiểu rồi. Đưa George về giường đi. Tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ gấu nâu. Tạm biệt. George có phải tới bệnh viện để khám bệnh không ba? Dạ còn phải uống thuốc nữa. Không, George chỉ cần trở về giường thôi. Ờ, vậy là George không phải bị bệnh nặng rồi. Cái này gớm thiệt đó nha George. Tội nghiệp George. Để mẹ đưa con về giường nha. George, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Dạ. George không muốn phải bị nằm trên giường. George, con phải nằm trên giường cho tới khi khỏe hơn. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải giữ ấm. Sao vậy ba? Bởi vì bác sĩ gấu nâu nói như bà như vậy. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói à. George thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm. Con chỉ chót cách nói đi. À. Dạ được. À. Chót đã bị cảm lạnh. Chót có phải uống thuốc không bác sĩ? Không. Nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp chót ngủ ngon hơn. Cảm ơn bác sĩ gấu nâu nha. Không có gì. Tạm biệt. George đã nằm trên giường cả ngày. Giờ là giờ ngủ của Peppa. George, em khỏe hơn chưa? George vẫn chưa khỏe hơn. George, em đừng có hắt xì to như vậy. Thật là không thể nào chịu được. George, con hãy uống sữa ấm để giúp con ngủ ngon hơn đi. Sữa ấm làm George cảm thấy rất rất là buồn ngủ. Tạm biệt hai chú heo nhỏ. Bây giờ thì im lặng hết rồi. Trời đã sáng rồi. George đã ngủ rất là ngon. George đã khỏe hơn. Đi nào mọi người, hôm nay trời nắng rất đẹp. George đang đội mũ đi mưa. Cậu ấy không muốn bị cảm lạnh nữa. Ôi George, con không cần phải đội nón đâu con à. Sao vậy mẹ? Bởi vì hôm nay trời rất ấm. Sao vậy ba? George, em đừng có lúc nào cũng hỏi tại sao có được không? Sao vậy chị? Chọt đúng là khỏe hơn rồi. Chiếc khinh khí cầu. Hôm nay là ngày hội của trường học. Cô Thỏ mở quầy rút thăm. Xin mời, xin mời. Giải nhất là chuyến đi trên khinh khí cầu của tôi. Wow, nghe hay quá đi. Cô làm ơn cho con một chiếc vé. Vé xanh dương sẽ được một chiếc xe đồ chơi. Giỏi lắm, Danny à. Cho con một vé được không cô? Cảm ơn Peppa. Con muốn thắng được giải nào nè? Dạ, khinh khí cầu.
đâu. Được một cái bánh sô-cô-la nhà làm không tốt hơn sao? Heo ba rất thích bánh sô-cô-la nhà làm. Vé màu đỏ thì sẽ được đi khinh khí cầu. Mọi người mau lên khinh khí cầu nào. Cho tôi biết bao nhiêu người sẽ đi. 4 người. Và gấu bông. Và khủng long. Ồ, còn gấu bông và khủng long nữa à. Vậy là 6. Lên khinh khí cầu thôi. Nhanh lên đi heo ba. Lên đây, lên đây. Nhanh lên ba. Cột dây thần chính, tháo chốt, tăng hết tốc lực. Cô quả thật là giỏi đó cô thỏ. Chắc cô là cơ trưởng chuyên nghiệp. Không hẳn vậy đâu heo ba. Đây là lần đầu tiên tôi lái khinh khí cầu đó. Ồ. Bám chặt vô. Cô thỏ làm nóng không khí trong khinh khí cầu để nó bay lên bầu trời. Tạm biệt. Tạm biệt. Có ai trên khinh khí cầu muốn đọc bản đồ không? Để tôi. Anh có chắc không đó heo ba? Anh rất giỏi chuyện đọc bản đồ mà. Mà sao cái bản đồ này hơi khó đọc vậy ta? Mọi người có muốn lên cao hơn không? Dạ có, cao nữa, cao nữa. Khinh khí cầu bay lên thật cao trên bầu trời. Oh, bầu trời đâu mất tiêu rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta chỉ bay qua mây thôi. Oh. Wow, bầu trời lại trở lại rồi. Wow. Khinh khí cầu, thật là to mặt trời mặt trăng thôi nhé. Tít trên trời, cao vời vời, nào cũng bay và bay lên thật cao. Nhìn đi gấu bông, chúng ta đang ở rất rất cao. Peppa, cẩn thận đừng để rơi đó. Gấu bông, con làm rơi gấu bông rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta sẽ cứu gấu bông. Mọi người hãy bám chặt vô. Chúng ta sẽ đi xuống. Cô thỏ đang làm khinh khí cầu đi xuống. Mọi người có thể cứu gấu bông. Bà không thấy gấu bông ở đâu hết. Gấu bông kìa ba. Gấu bông đang ở trên cành cây. Bà có thể dùng cái neo này để cứu gấu bông cho con. Từ từ. Từ từ. Được rồi. Heo ba đã cứu được gấu bông lên. Gấu bông. Quang hô. Ôi trời. Không ai nhìn về hướng đang đi hết. Coi chừng, có một cái cây trước mặt. Bám chặt vô. Hết, gấu bông bị kẹt trên cây. Giờ lại tới chúng ta bị kẹt trên cây. Heo ba, chúng ta đang ở đâu vậy? Mình lạc rồi, có đúng không anh? Phải. Mọi người nhìn kia. Kia là nhà của ông và bà đó. Phải, chắc chúng ta ở trong giường của bà và ông đó. Anh cũng nghĩ vậy đó. Chào mọi người. Heo bà ơi, heo ông ơi. Ôi trời đất ơi, cô làm gì trên đó vậy cô thỏ? Giúp chúng tôi, làm ơn. Ông ơi, tụi con bị kẹt trên cây không xuống được. Không cần lo, ông có một cái thang đây. Quang hô. Mọi người cùng leo xuống khỏi khinh khí cầu. Bà ơi, ông ơi, cô thỏ đưa tụi con đi trên khinh khí cầu của cô đó. Nghe thật là thú vị đó. Nhưng bà e thứ tuyệt nhất mà bà đang có chỉ là món bánh sô-cô-la nhà làm của mình mà thôi. Bánh sô-cô-la nhà làm, nó đúng là rất tuyệt. Đây là chuyến đi khinh khí cầu tuyệt nhất đó. Và đây là cái bánh sô-cô-la tuyệt vời nhất. Bạn tưởng tượng cụ Suzy đang được mẹ chở tới nhà Peppa để chơi với Peppa. Chào cậu nha Peppa. Chào cậu Suzy. Mẹ, xin giới thiệu với cậu, đây là người bạn mới của mình, sư tử Leo. Ủa cậu ấy đâu rồi? Mình chẳng thấy ai hết. Suzy đã tự mình nghĩ ra một người bạn tưởng tượng. Cậu thật sự không thấy cậu ấy thiệt hả Peppa? Thôi chơi tung bóng với mình đi. Được thôi. Chụp bóng nè Leo. Peppa đã ném quả bóng cho người bạn tưởng tượng của Suzy. Leo không chụp được bóng hả? Cậu ấy chụp được chứ, chỉ là cậu ấy không thích chơi tung bóng thôi. Vậy thì Leo thích chơi trò gì? Cậu ấy rất thích chơi trò gầm gừ. Vậy cậu kêu Leo gầm gừ đi. Tất nhiên là được. Nhưng đó là cậu gầm mà. Không phải đâu, là Leo gầm gừ đó. À, chờ
theo cậu Leo. Peppa đang giả bộ là mình cũng có thể nhìn thấy sư tử Leo. Leo, giờ tụi mình sẽ trở thành bạn nha. Cậu ấy có đồng ý không Suzy? Cậu ấy đang gật đầu kìa. Vậy là đồng ý rồi. Peppa, Suzy, bây giờ hai đứa có muốn vô nhà ăn bánh trái cây cùng với mẹ không? Heo mẹ đang cắt hai miếng bánh trái cây ra cho Suzy và Peppa. Mẹ ơi, con và Suzy có một người bạn tưởng tượng nữa. Cậu ấy tên là sư tử Leo. À, mẹ biết rồi. Vậy bạn Leo của con có thích bánh trái cây không? À, dạ, bạn Leo cũng thích bánh lắm. Cậu đừng có nói dối như vậy chứ Peppa. Leo có thích như vậy đâu. Cậu mới thích bánh trái cây đó. Loại bánh mà Leo thích là bánh sô-cô-la kìa. Bây giờ nhà cô không có cái bánh sô-cô-la nào. Leo ăn đỡ bánh trái cây nha. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ thử một miếng nhỏ thôi. Theo mẹ cắt thêm một miếng bánh khác rồi đưa cho bạn tưởng tượng của Suzy. Lúc này chốt đang chơi cùng với chú khủng long của mình. Khủng long. Chốt, em ngồi lên người bạn tưởng tượng của chị rồi. Chốt không biết là Suzy có một người bạn tưởng tượng. Sư tử Leon nói là miếng bánh này to quá nên một mình cậu ấy không thể ăn hết được. Vậy nên em có thể ăn nó đó chốt à. Bây giờ tụi mình lên lầu chơi được không Peppa? Được chứ, tụi mình chơi trò hóa trang đi. Nhưng mình đang hỏi Leo mà Peppa. Oh. Leo nói là cậu ấy cũng thích chơi trò hóa trang. Vui quá, vậy thì tụi mình đi lên lầu thôi. Peppa và Suzy cùng nhau chơi trò hóa trang. Peppa sẽ đóng vai một nàng tiên xinh đẹp. Bây giờ ta sẽ cho con một điều ước. Điều ước của tôi là được trở thành nữ hoàng Suzy. Vậy thì sư tử Leo sẽ làm chú hề nha. Cậu ấy không muốn làm chú hề một chút nào đâu. Cậu ấy chỉ muốn được làm vua thôi. Heo ba đang đi vào phòng của Peppa. Mẹ nói với ba, hôm nay nhà chúng ta có một vị khách rất đặc biệt đúng không? Chỉ là bạn cũ Suzy thôi mà ba. Con có chắc là không còn ai khác ở trong phòng nữa không Peppa? Dạ còn một người ở đây nữa. Đó chính là quốc vương sư tử Leo. Tôi rất hân hạnh được gặp ngài thưa quốc vương Leo. Heba đang giả bộ, mình cũng có thể thấy quốc vương sư tử Leo. Thưa quốc vương, ngài có một cái bờm vàng ống thật là đẹp. Dạ, cái bờm vàng rất là đẹp. Và ngài quốc vương cũng đang mặc cái quần đẹp nhất của mình. Đúng rồi. Và ngài mặc áo len xanh dương nữa. Cậu ngốc quá Peppa, ngài Leo đâu có mặc áo len màu xanh như cậu nói đâu. Ngài ấy đang mặc áo sơ mi màu xanh lá kìa. Ngài Leo đang mặc áo có cả hai màu xanh luôn. Peppa, Suzy, bạn của hai đứa tới rồi. Tất cả bạn của Peppa đã cùng nhau tới. Và các bạn ấy ai cũng đều đang mang ủng hết. Tụi mình cùng chơi nhảy trên vũng bùn đi. Chơi thôi. Còn có chắc là Leo cũng sẽ nhảy lên vũng bùn mà không mang ủng như mấy đứa không? Ô, con quên mất. Leo cũng cần phải mang ủng như tụi con nữa. Nhìn Leo nè. Cậu ấy cũng đang nhảy lên nhảy xuống nữa đó. Mọi người đã cùng nhau chơi đùa nhảy trên vũng bùn một cách thật là vui vẻ. Kể cả người bạn tưởng tượng sư tử Leo của Suzy. Hòn đảo hải tặc. Theo ông đưa Peppa và các bạn cậu ấy đi chơi trên thuyền của mình. Mọi người lên thuyền hết chưa? Dạ, tụi con đã lên thuyền, anh đòi xuống thuyền nữa. Khởi hành nào. Peppa và các bạn của cậu ấy đều đang mặc áo phao. George, con có thể đội nón hải tặc của ông nè. Hôm nay chúng ta sẽ đi thuyền tới đảo hải tặc đó các con. Nếu gặp may mắn, chúng ta có thể tìm được kho báu lớn nữa đó. Đảo hải tặc nghe có vẻ như là một nơi rất hấp dẫn. Đất liền đây rồi. Đã đến nơi rồi. Đảo hải tặc. Wow. Cái gì vậy ạ? Nó là cái máy dò tìm kim loại. Nó sẽ tìm kho báu cho chúng ta. Heo ông đang dùng máy dò kim loại để tìm kho báu bị chôn giấu dưới đất. Máy dò kim loại đã tìm ra gì đó. Đào nó lên đi các con. Dạ là một đồng xu. Một báu vật. Wow.
chúng ta cùng đi tìm thêm nữa nè. Lại tìm được gì rồi nè? Nó có vẻ rất là lớn. Ôi trời ơi, để ông coi món báu vật này thật là nặng tay đó. Ôi trời, đó không phải báu vật bị chôn, đó chỉ là chiếc xe mua hàng cũ. Tìm kho báu như vậy là đủ rồi. Có ai muốn làm một lâu đài cát thiệt lớn không nè? Đúng là ý kiến rất hay đó heo bà. Giờ tôi sẽ kiểm tra chiếc thuyền. Heo bà và các bạn nhỏ sẽ cùng nhau làm một lâu đài bằng cát thật lớn. Và heo ông sẽ làm những việc quan trọng còn lại trên thuyền. Thật là tuyệt quá. Có lẽ mình sẽ nhắm mắt lại để ngủ một chút. Heo bà và các bạn nhỏ đang làm một lâu đài cát thật lớn. Họ cần rất nhiều và rất nhiều cát. Họ dùng những cái xô để làm tháp canh. Tòa lâu đài thật là đẹp. Tới lúc về rồi. Ủa, chiếc thuyền của chúng ta đâu mất rồi? Bà ơi, nhìn kìa. Ôi không, heo ông đã ngủ mất rồi. Và chiếc thuyền thì đang trôi đi mất. Chúng ta phải gọi heo ông dậy nhanh lên. Hãy hét lên lớn nhất có thể đi các con. Ông ơi, dậy dậy ông ơi. Ôi kìa, heo ông vẫn còn đang ngủ. Ông đang ở quá xa nên không thể nghe được chúng ta gọi. Chúng ta đã bị kẹt trên hòn đảo hải tặc rồi. Chúng ta đã bị bỏ lại. Chúng ta sẽ phải ở lại đây cả trăm năm. Vậy là chúng ta sẽ phải ăn những hoa quả hoang dã đó. Và chúng ta sẽ phải ăn những con côn trùng và sên nữa. Ghê lắm á. Phụ huynh đã tới để đón các bạn nhỏ. Ông mình đang ở đâu vậy? Chào bà. Xin chào mọi người. Mọi người đi chơi có vui không? Có. Thật ra thì ông đã quên vài thứ ở đó mất rồi. Lát nữa gặp lại nha. Nhìn kia, ông đã trở lại. Mình được cứu rồi. Xin mời lên thuyền các thủy thủ. Heo ông thật là hư quá. Mọi người tưởng là bị bỏ lại rồi chứ. Xin lỗi các con về chuyện đó nha. Lần sau ông hứa sẽ không ngủ quên trên thuyền nữa đâu. Biệt hòn đảo hải tặc, hẹn một ngày gặp lại nha. Con thích hòn đảo hải tặc, lần sau trở lại được không ông? Tất nhiên là được chứ Peppa. Văn phòng của heo ba. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Peppa và George được tới thăm văn phòng của heo ba. Ba ơi, ba làm gì cả ngày ở văn phòng vậy ba? Có rất nhiều thứ thú vị, con sẽ thấy thôi. Đây là tòa nhà nơi mà heo ba làm việc. Chúng ta tới rồi. Xin chào. Xin chào, tôi là heo ba đây. Xin chào anh. Ba ơi, con bấm nút được không ba? Con cứ bấm đi Peppa. Xin chào. Con là Peppa đây. Chào con Peppa, vào đi. Văn phòng của ba nằm ở tầng trên cùng. Chúng ta sẽ di chuyển lên đó bằng thang máy. Con bấm nút này được không ba? Ba nghĩ giờ tới lượt chót bấm rồi. Bấm nút trên cùng đó chót à. Thang máy đang đưa Peppa với chót và heo ba lên tầng trên cùng. Đây là tầng trên cùng. Cửa đang mở. Đây là văn phòng của heo ba. Xin chào mọi người. Xin chào heo ba. Xin chào anh. Chú thỏ và cô mèo làm việc cùng với heo ba. Tôi đã dẫn theo hai vị khách đặc biệt đến tham quan văn phòng của chúng ta hôm nay. Đây là Peppa và đây là George. Thật vui khi các con đến đây. Chúng ta bắt đầu tham quan nào. Anh thỏ à, bắt đầu từ chỗ anh có được không? Tất nhiên là được rồi. Công việc của chú chủ yếu là về các con số. Bây giờ chú sẽ lấy những tờ giấy rất quan trọng này. Sau đó dùng một con dấu cao su, rồi đóng dấu lên những tờ giấy này. Wow! Công việc của chú thỏ thật là tuyệt. Con có thể đóng dấu được không chú? Tất nhiên rồi, chú sẽ lấy cho con một ít giấy. Có giấy ở đây luôn này chú.
Ồ, chú nghĩ là con nên dùng một tờ giấy trắng của con đây. Peppa rất thích đóng dấu bằng con dấu cao su. Con rất thích công việc của chú thợ đó. Đi tham quan tiếp thôi nào. Tiếp theo sẽ là bà của cô mèo. Mèo. Cô chào Peppa và George. Con chào cô. Thật ra thì công việc của cô là vẽ hình lên máy vi tính đó. Sau đó cô in những cái hình này ra ngoài. Wow. Và thêm một bản sao nữa. Cảm ơn cô. Công việc của cô mèo thật là thú vị. Cô làm thử được không cô? Bây giờ tới lượt của George rồi, Peppa. Phải đó George. Tới lượt em làm việc rồi đó. George đang vẽ những hình tam giác màu xanh dương. Giờ thì in nó ra. Con cũng thích công việc của cô mèo nữa. Bây giờ con muốn tham quan chỗ của ba không? Dạ có thôi ba. Đây là bàn làm việc của heo ba. Công việc của ba có hơi phức tạp hơn một chút. Ba lấy những con số lớn hơn, biến đổi chúng và tính ra tiếp tuyến chịu tải của chúng. Công việc của heo ba nghe có vẻ rất là quan trọng. Ba có đóng dấu không ba? Không còn. Ba có dùng máy tính không ba? Cũng không, nhưng ba có dùng nhiều bút màu để viết. Ba ơi, tụi con có thể dùng bút màu để vẽ được không ba? Ý hay đó. Peppa và George rất thích vẽ bằng bút màu. Con thì vẽ một ngôi nhà, còn em George vẽ một chú khủng long. George lúc nào cũng vẽ khủng long hết đó nha. Khủng long. Ôi nhanh quá, đã tới 5 giờ rồi. Tới giờ về nhà rồi. Phải công nhận con vẽ ngôi nhà rất đẹp đó Peppa. Con khủng long nhìn cũng rất hung dữ nữa. Con và George thích làm công việc của ba. Hai đứa nhỏ làm việc tốt lắm. Con cũng thích công việc của chú thỏ. Và con thích làm công việc của cô mèo nữa. Nhưng mà con thích làm công việc của ba con nhất. Em bé heo. Peppa và George đang được ba mẹ chở đi thăm chị họ Chloe của mình. Ngày hôm nay không những các con sẽ đi gặp chị Chloe mà sẽ còn được gặp em họ mới nữa. Peppa và gia đình của cậu ấy đã tới nhà của chị họ Chloe. Dạ. Xin chào, chào. Xin chào mọi người. Chào hai em nha Peppa và George. Đây là Chloe, chị họ của Peppa và George. Còn em họ mới đâu rồi chị? Em họ nhỏ của các con ở đây nè. Em họ mới của Peppa và George là một chú heo nhỏ, bé bỏng đáng yêu. Trời ơi, thằng bé dễ thương quá đi mất. Em ấy có phải là em gái không chị? Không phải vậy đâu, em ấy là con trai. Ước gì em ấy là em gái. Chị cũng thích vậy. Nhưng George thì ngược lại, em ấy thích em bé là con trai hơn. George ơi, mẹ nghĩ là em bé còn nhỏ quá để chơi khủng long với con. George, em bé không thích chơi khủng long với em đâu. Em ấy muốn chơi bóng với chị. Peppa à, mẹ nghĩ em bé cũng còn nhỏ quá để chơi bóng với con đó. Nếu em ấy không thể chơi được khủng long, cũng không chơi được bóng, vậy em ấy chơi được gì? Em ấy chỉ việc ăn và ngủ thôi. Và còn làm được vậy nữa. Cô ơi cô, cho con ẵm em bé một chút được không? Được thôi, nhưng con nhớ phải thật cẩn thận. Như vậy thì con có thể ôm Alexander. Alexander. À, là tên em bé đó con. Em bé tên Alexander. Đó là một cái tên thật vĩ đại dành cho chú heo nhỏ bé bỏng. Em ấy thật là dễ thương, cho dù là con trai hay con gái. Có mùi gì ghê vậy? Chắc là cô phải đưa Alexander đi thay tả rồi. Cái này ghê quá đi. Peppa, khi con còn nhỏ, con cũng mặc tả như em ấy vậy. Con không có mặc. Mẹ ơi, giờ con ra sau vườn chơi với Peppa và George có được không? Mẹ đồng ý. Chị Chloe, giờ chị có thấy vui khi có em trai hay không? Chị thấy vui lắm, vì Alexander rất đáng yêu. Em ước gì em chó cũng dễ thương như em của chị. Chị có ý này hay nè.
Bây giờ chúng ta sẽ để Josh đóng giả làm em bé. Sau đó Josh sẽ ngồi vào trong chiếc xe đẩy này. Đó là một ý kiến hay. Nhưng Josh không muốn đóng giả làm em bé chút nào. Josh, nếu em chịu đóng giả là em bé thì chị hứa cái gì chị cũng nhường cho em hết, mãi mãi luôn. Josh đang bắt đầu suy nghĩ. Dạ, em có thể chơi đồ chơi của chị luôn. Josh đang suy nghĩ thêm lần nữa. Dạ, khi về nhà em có thể lấy đồ chơi của chị nữa. Vậy là Josh đã đồng ý. Em đúng là một em bé heo đáng yêu. Mèo Candy, cụ Suzy, thỏ Rebecca và ngựa vàng Chewy đang đi tới. Xin chào. Ủa sao em Josh lại ở trong xe đẩy vậy các cậu? Đó không phải em Josh đâu, đó là một em bé heo. Nhưng rõ ràng đây là Josh mà. Em Josh đang đóng giả là một em bé heo đó. Ồ. Vậy em ấy là bé trai hay bé gái? Là bé gái. Josh không muốn đóng giả làm em bé gái. Thôi được rồi, em ấy là em trai. Chị có bánh quy ở đây nè. Không biết là em bé heo có muốn ăn một chút hay là em không? Ấy không ăn được đâu, bởi vì bánh quy quá cứng. Nhưng Josh lại rất thích bánh quy. Nhưng mà chắc ăn một cái cũng không sao đâu ha. Em ấy thông minh quá. Dạ, em ấy còn đẹp trai nữa. Còn rất vui tính nữa. Mình chưa từng thấy em bé heo nào dễ thương như vậy luôn. Josh đã bắt đầu thích trò chơi này. Heo cô đang ẵm em bé Alexander và mọi người cùng đi tới. Nhìn kìa, ở đó có một em bé heo thật đó các cậu. Em bé này nhìn dễ thương quá. Em bé đáng yêu hơn Josh nhiều. Ôi tội cho Josh, Josh cũng muốn làm một bé heo để mọi người quan tâm nữa. Ồ, nín đi mà Josh, con lúc nào cũng là em bé heo trong lòng của mẹ hết đó. Có lẽ tới lúc chúng ta chơi trò khác rồi. Hay là chúng ta cùng chơi rượt bắt với khủng long đi con. Chó thích làm một em bé heo. Nhưng chắc là em ấy thích làm chó hơn. Sinh nhật chó. Hôm nay là sinh nhật của chó. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm. À, bây giờ còn sớm quá mà. Khủng long, về giường của em đi. Hình như hôm nay có người đã dậy rất sớm. Chúc mừng sinh nhật con nhà George. Em George đã gọi con dậy. Con cũng gọi mọi người dậy trong sinh nhật của mình mà Peppa. Nhưng đâu có giống nhau. Đó là sinh nhật của con mà. Nhưng hôm nay là sinh nhật của em George mà con. Chúc mừng sinh nhật chó. Đây là quà của con nè chó. Khủng long. Chị biết thế nào cũng là một con khủng long nào đó mà. Bấm cái nút ở bụng nó đi con. Ôi, nhìn nó đáng sợ quá. Chó, chị đã làm thiệp sinh nhật này cho em nè. Em có biết chị đã vẽ gì không? Chó không đoán được đó là gì cả. Chị định vẽ cho em một bông hoa. Chó không thích hoa chút nào. Nhưng mà cuối cùng chị đã quyết định vẽ cho em một khủng long. Con vẽ bức tranh này đẹp lắm đó Peppa. Dạ phải, con vẽ tranh rất giỏi mà ba. Bây giờ, nhà mình sẽ tới một nơi rất đặc biệt để chúc mừng sinh nhật của Josh nào. Đi thôi. Mà chúng ta đi đâu vậy mà? Con sẽ biết ngay thôi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi đến nơi tổ chức sinh nhật cho Josh. Nhà mình sẽ đi tới rạp xiếc hả ba? Không, nhưng chúng ta cũng sẽ đến một nơi rất thú vị. Có phải là rạp chiếu phim không ba? Không, chỗ này còn vui hơn nhiều. Vậy con không đoán được rồi. Các bạn đoán xem họ sẽ đi đâu? Chúng ta tới rồi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi tới viện bảo tàng. Mình tới bảo tàng để làm gì vậy ba? Đi thôi nào, con sẽ biết ngay thôi. Rốt cuộc thì heo ba muốn cho chó xem gì đây? Chó à? Nói bà nghe, con cảm thấy thích thứ gì nhất hả? Dạ là khủng long. Khủng long. Món quà đặc biệt dành cho sinh nhật của George là chuyến đi tới phòng khủng long ở viện bảo tàng. Sao lúc nào cũng là con khủng long hết vậy nè?
Không làm. Nín đi đừng khóc mà sót. Nó không phải là khủng long thật đâu con. Nó chỉ là robot thôi con à. Nhìn ba đây. Ba đứng ở chỗ này và... Và bây giờ chúng ta còn có một bất ngờ khác. Tất cả các bạn của George và Peppa đều đang có mặt ở đây. Cô Thỏ đã làm một cái bánh sinh nhật tặng cho George. Ở đây có ai đoán được đây là bánh sinh nhật gì hay không? Là bánh khủng long đúng không cô? Đúng là bánh khủng long. Con đoán hay thiệt đó Peppa. Chúc mừng sinh nhật nha George. Còn một bất ngờ cuối cùng nữa. Đi theo chú nào. Wow, đoán xem bất ngờ cuối cùng là gì. Cậu nghĩ đó là gì hả Peppa? Mình nghĩ cái gì đó liên quan tới khủng long. Oh, cái gì vậy ba? Cái mà chúng ta cần phải bơm không khí vào. Con biết rồi. Đó là lâu đài bằng hơi nè. Peppa rất thích lâu đài hơi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của chó. Sao không phải là cái gì đó liên quan tới khủng long hả ba? Thì đây là con khủng long mà. Một con khủng long bằng hơi. Chó rất thích khủng long hơi. Và mọi người cũng thích khủng long hơi như chó. Thật là vui quá đi. Chúc mừng sinh nhật chó. Sinh vật tí hơn. Peppa và George đang giúp heo ông hái rau củ. Peppa, cái này là rau diếp nè con. Dạ con cảm ơn ông. Oh, con gì đây? À, ông ơi con gì mà thấy ghê vậy ông? Quái vật. Con này không phải là quái vật đâu mấy đứa. Nó chỉ là con ốc sên nhỏ thôi mà. Ủa, con ốc sên đi đâu mất rồi ông? Nó trốn vào trong giỏ của mình rồi. Cái giỏ này là nhà của ốc sên hả ông? Đúng rồi, cái giỏ này là nhà của ốc sên. Tụi con nhìn kìa, nó lại chui ra khỏi giỏ nữa rồi. Xin chào ông ốc sên. Ông ơi, trong nhà của ông ốc sên có giường ngủ không ông? Không có đâu Peppa. Nếu con là một con ốc sên, con sẽ đặt một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và cái tủ lạnh. Và thêm một cái tivi nữa. Ông ơi, ốc sên ăn gì để sống vậy ông? À, nó chủ yếu ăn rau như rau diếp của ông đi nè. Kìa, đừng có ăn nữa. Còn ốc sên nhỏ xấu tính. Ông ơi, con và chó muốn được đóng giả làm ốc sên. Hai cái rổ này giả làm con ốc sên được nè. Chà, giờ thì nhìn hai đứa giống ốc sên rồi đó. Giờ tụi con sẽ ăn hết vườn rau diếp của ông luôn đó ông. Ô nè, mấy con ốc sên nhỏ này đừng có động vô rau diếp của ông nha. Còn nếu như ông vẫn tiếp tục la tụi con thì tụi con sẽ chui vào ngôi nhà của mình. Tất cả bạn của Peppa đều đang đi tới. Con xin chào ông. Chào con Suzy. Tụi con tới để chơi với Peppa và George đúng không nào? Dạ đúng rồi ông. Nhưng mà ông không biết tụi nó ở đâu hết đó. Bây giờ ở đây chỉ có ông với hai con ốc sên nhỏ này thôi. Mình là ốc sên nè. Mình là ốc sên nè. Ốc sên chưa? Tụi mình đang chơi đóng giả ốc sên nè. Nè. Cho tụi mình chơi chung với được không? Có ít rổ quá, ông nghĩ sẽ không đủ rổ cho các con. Các con có thể chơi trò khác được mà. Từ thứ gì đó đặc biệt ở trong vườn này. Dạ cà rốt. Bạn thỏ Rebecca rất thích củ cà rốt. Không đâu Rebecca, không phải củ cà rốt đâu. Thôi tụi con đi theo ông đi. Có tiếng gì kêu ba ba kìa. Hình như có gì đó phát ra từ ngôi nhà nhỏ kia. Ông ơi, tại sao ngôi nhà búp bê đó lại phát ra tiếng vo vo vậy ông? Không phải là nhà của búp bê đâu Peppa. Đây là nhà của ông, hay còn được gọi là tổ ong. Nhìn đi, có mấy con ong bay ra kìa.
Nó đang làm gì vậy ông? Nó đang hút mật từ hoa, rồi sau đó nó sẽ bay trở về tổ để biến mật hoa thành mật ong. Con rất thích mật ong. Con sẽ đóng giả là một chú ong. Ba ve, ba ve, ba ve. Đúng rồi, giả làm ong thôi. Buzz, buzz, buzz. Ba ve, ba ve, ba ve. Đúng rồi, tụi con là bầy ong bận rộn. Dạ phải, tụi con là một bầy ong bận rộn. Ba ve. Bây giờ tụi con sẽ bay về tổ để làm mật ong thôi. Ba ve, ba ve. Ôi trời ơi, các con đang chơi trò gì vậy? Bà ơi, tụi con là một bầy ong nè. Bơ bê. À, vậy bầy ong có muốn ăn bánh mì nướng không nè? Dạ có. Vậy các con muốn phết gì lên trên không? Dạ mật ong. Thật may quá, vì bà đã chuẩn bị trước hết rồi. Cả bánh mì và mật ong. Dạ ngon quá. Mình rất thích làm con ong. Vì khi làm ong sẽ được ăn nhiều mật ong ngon ngọt. Còn mình thích làm ốc sên. Vì ốc sên có thể ăn hết vườn rau của ông luôn. Ô, thôi nào. Ô, có ốc sên nhỏ ham ăn. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ong. Peppa và George được heo bà dẫn tới khu vườn của heo ong để chơi. Tiếng gì mà ô ma quá vậy ba? Bà đoán ông đang làm cái gì đó. Ông chào hai đứa nha, Peppa với George, tụi con đến đây đúng lúc lắm. Ông cũng vừa mới làm xong đó. Nhưng mà ông vừa làm xong cái gì vậy? Chờ chút tôi sẽ cho mọi người xem ngay. Thì ra là một cái xe lửa đồ chơi. Nó không phải là đồ chơi đâu. Nó được gọi là Gertrude. Đây là một đầu máy xe lửa thu nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể chạy mà không cần có đường ray sao heo ông? Ồ không đâu, tôi đã thử gắn bánh xe ô tô cho Gertrude. Vì vậy nó có thể di chuyển bất cứ đâu cũng được. Ông ơi, cho tụi con ngồi chung với ông được không? Tất nhiên là được rồi. Đến giờ xuất phát rồi. Tạm biệt ba. Gặp lại con sau. Cả Peppa và George lúc nào cũng đều thích chiếc xe lửa nhỏ của ông. Đoàn tàu này kêu chu chu chu. Chó ông và chó Danny cũng đang đi tới. Chào Peppa. Chào cậu Danny. Ông đang chơi xe lửa với tụi nhỏ hả heo ông? Ông nói đồ chơi sao? Gertrude không phải là đồ chơi. Chiếc xe lorry nhỏ bé của ông hoạt động rồi sao? Ông nói lorry nhỏ bé sao? Hey, chiếc xe kéo này của tôi là một chiếc xe chuyên dùng để làm việc chuyên nghiệp. Ông ơi, con lên xe lửa chơi với mấy bạn được không ông? Cái đó thì do con chọn thôi Danny. Nếu như bây giờ con thích chơi xe lửa thì... Dạ con cảm ơn ông. Vậy thì con phải ông sao nha. Cô Thỏ đang lái xe buýt chở học sinh của trường. Khi nhìn sang bên trái, tất cả chúng ta có thể thấy những dãy đồi núi và cây cối. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Tất cả bạn của Peppa đều có mặt ở đây. Tụi con lên xe lửa của ông nha. Tôi đang lái xe buýt của trường, đưa tụi nhỏ đi vòng quanh và chỉ cho chúng những điều thú vị. Đi xe lửa của ông có thú vị không? À, tất nhiên là có rồi con. Giơ tay lên nếu ai trong số các con muốn lên xe lửa. Dạ con. Giờ thì ai trong số các con muốn ở lại xe buýt thì giơ tay lên. Thôi được rồi. Trên đường đi có quá nhiều bùn. Vũng bùn này sẽ làm cho chúng ta bị kẹt lại. Có lẽ chúng ta nên tìm đường khác để đi thôi. Không sao đâu, đó chỉ là một vũng bùn thôi mà. Đi thôi cho xuống. Đang bệnh luôn nào. Đi thôi nào xe buýt, chạy qua đó đi. Bỗng nhiên xe buýt lại bị kẹt trong vũng bùn. Ôi xui quá. Xin chào cô Thỏ, hôm nay mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ? Xe của tôi bị kẹt trong vũng bùn rồi. Ông kéo xe ra giúp tôi có được không? Tất nhiên là được rồi. Xe của ông có đủ mạnh để kéo không vậy? Cô cứ yên tâm đi. Kéo không nổi hả ông? Đúng rồi.
Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần một chiếc xe khác mạnh hơn. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp được không? Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết. Nhưng dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của tôi ông. Tôi chợt nghĩ ra một ý rất hay. Có thể xe lửa của ông có thể kéo được xe của tôi ra khỏi vũng bùn này đó. À, ý tưởng có vẻ hay đó cô Thỏ à. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ông sẽ thử kéo xe buýt ra khỏi vũng bùn. Kéo thật mạnh nào. Có đèn lên rồi. Có đèn nào. Làm tốt lắm xe lửa. Không ngờ xe lửa của ông chỉ là đồ chơi thôi, nhưng lại làm tốt tới như vậy đó. Xe lửa đồ chơi sao? Không đâu, Gertrude không phải là đồ chơi. Gertrude là một người bạn tuyệt nhất trên thế gian này. Vẽ tranh. Hôm nay Peppa và George sẽ cùng nhau vẽ tranh. Chúng ta cần lấy thêm một ít giấy báo cũ để làm giấy lót. Dạ phải. Heo ba đang chăm chú đọc tờ báo của mình. Hai đứa có thể lấy báo của ba để lót bàn sau khi ba đã đọc xong. Thôi được rồi, hai đứa cứ lấy đi. Hay ha. Giờ chúng ta vẽ tranh được rồi. Em ngốc quá à chứ. Người lớn vẽ tranh không bao giờ nhúng tay vô màu vẽ đâu em. George rất thích vẽ tranh bằng hai tay của mình. Peppa cũng bắt chước George vẽ tranh bằng hai tay. Hai đứa vẽ đẹp lắm. Cho anh xin một củ khoai tây được không em? Nhưng em còn chưa nấu chúng nữa mà heo ba. Bộ ba thấy đói bụng hả ba? Không phải là ba định ăn nó đâu hai đứa. Xem ba làm nè. Thế thì heo ba đang định làm gì vậy mọi người? Các con biết ba đang vẽ gì hay không? Dạ là một bông hoa. Ba vẽ thật là đẹp. Khi ba còn nhỏ, ba cũng rất thích vẽ tranh như hai đứa. Ba cất đồ vẽ tranh hồi nhỏ của ba ở đâu rồi ta? Ba ơi, sao ba đội cái nón gì mà mắc cười quá vậy? Đây là cái mũ nồi hồi nhỏ của ba. Cái mũ này nó giúp ba có tâm trạng tốt hơn để vẽ tranh. Bây giờ chúng ta nên vẽ gì đây? Con chọn cảnh đẹp lắm cho. Vậy thì ba sẽ vẽ cái cây anh đào này. Cái gì vậy ba? Đây là cái giá vẽ đó Peppa. Công dụng của nó là giữ cố định tấm giấy nền. Giấy nền là gì vậy ba? Nó cũng giống như giấy vẽ tranh, nhưng loại giấy này được dùng cho những bức tranh đặc biệt. Đó có phải kem đánh răng không ba? Không phải kem đánh răng đâu. Đây là loại màu đặc biệt, loại màu chuyên dành cho họa sĩ trưởng thành. Xong rồi, giờ thì chúng ta nên bắt đầu với màu nào? Dạ màu đỏ. Tại sao con lại chọn màu đỏ? Dạ màu đỏ là màu yêu thích của con. Nhưng trước tiên chúng ta phải vẽ bầu trời đã. Con nhìn lên trời thử xem bầu trời có màu gì. Dạ là màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa, vậy bắt đầu với màu xanh dương trước. Tiếp theo sẽ vẽ cây anh đào. Chúng ta cần màu xanh lá. Chúng ta đâu có màu xanh lá đâu ba. Không vấn đề gì đâu. Nếu chúng ta trộn màu xanh dương và màu vàng lại với nhau thì sẽ được màu xanh lá. Khi trộn màu xanh dương và màu vàng lại với nhau, chúng ta sẽ có màu xanh lá. Đám lá cây màu xanh này trông thật là đẹp. Và đây là bãi cỏ. Vậy còn cành cây thì sao ba? Chúng ta đâu có màu nâu đâu ba. Chúng ta có thể tự làm màu nâu bằng cách trộn màu xanh lá và màu đỏ lại. Khi trộn màu xanh lá và đỏ lại với nhau sẽ tạo ra màu nâu. Heo ba đang dùng màu nâu tự trộn để vẽ thân cây và cành cây. Con thử vẽ được không ba? Được mà Peppa. Con hãy thử nhúng những ngón tay của mình vào màu đỏ rồi chấm nó lên bức tranh đi. Một trái, hai trái, ba trái. Con vẽ giỏi lắm. Bây giờ George cũng thử vẽ nha con. Con đúng là một họa sĩ vẽ tranh giỏi đó George à. Vậy là xong. Bức tranh đã được vẽ hoàn chỉnh. Oh, đó là mấy bạn dịch. Chào mấy bạn dịch nha. Tụi mình đang vẽ tranh đó. Bỗng nhiên bầy dịch đạp lên màu của heo ba. Đi đi, bầy dịch hư quá. Đi chỗ khác đi dịch, đi, đừng lại gần bức tranh của ta. Thật không may, bầy dịch đã làm rơi bức tranh xuống đất và để lại dấu chân dính đầy màu lên trên bức tranh. Ôi trời ơi. Có tiếng gì ồn ào vậy? Mẹ ơi, bầy dịch đã làm hư bức tranh của tụi con rồi.
đâu để mẹ xem nào. Bầy vịt đang chạy vòng quanh trong vườn rồi để lại dấu chân dính đầy màu của mình, rất giống dấu chân trong bức tranh. Bức tranh của ba con không bị hư hỏng gì đâu Peppa, nhìn rất hoàn hảo. Hay ha. Oh, đúng rồi heo mẹ, anh khá là giỏi trong việc vẽ tranh mà, phải không? Bầy vịt cũng vẽ tranh giỏi lắm. Chót bị cảm lạnh. Hôm nay ngoài trời đổ mưa nhẹ. Peppa, chót, mặc áo mưa vào đi các con. Khi trời mưa, Peppa và chót đều phải mặc áo mưa. Chót không thích đội nón đi mưa chút nào. Chót, con phải đội nón mới được. Bởi vì con phải giữ khô người. Dạ tại sao? Bởi vì con có thể sẽ bị cảm lạnh. Dạ tại sao? Rót, con muốn chơi trong vườn hay không? Vậy thì con phải đội nón chứ. Đi nào chót. Thế con và chót sẽ nhảy lên những vũng bùn lầy. Chót không hề muốn đội nón đi mưa của mình. Vào nhà đi, mưa lớn quá, vào nhà chơi đi các con à. Chót à, nón của con đâu? Chót đã bị cảm lạnh. Ôi, tội nghiệp chót quá, con bị bệnh rồi kìa. Không cần lo, anh sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây, tôi hiểu rồi. Đưa chót về giường đi, tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ gấu nâu. Tạm biệt. Chót có phải tới bệnh viện để khám bệnh không ba? Dạ, còn phải uống thuốc nữa. Không, chót chỉ cần trở về giường thôi. Ờ, vậy là chót không phải bị bệnh nặng rồi. Cái này gớm thiệt đó nha chót. Tội nghiệp chót. Để mẹ đưa con về giường nha. Chót, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Dạ. Chót không muốn phải bị nằm trên giường. Chót, con phải nằm trên giường cho tới khi khỏe hơn. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải giữ ấm. Sao vậy ba? Bởi vì bác sĩ gấu nâu nói như bà như vậy. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói à. Chót thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm, con chỉ chót cách nói đi. À. Dạ được. À. Chót đã bị cảm lạnh. Chót có phải uống thuốc không bác sĩ? Không, nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp chót ngủ ngon hơn. Cảm ơn bác sĩ gấu nâu nha. Không có gì. Tạm biệt. Chót đã nằm trên giường cả ngày. Giờ là giờ ngủ của Peppa. Chót, em khỏe hơn chưa? Chót vẫn chưa khỏe hơn. Chót, em đừng có hắt xì to như vậy. Thật là không thể nào chịu được. Chót, con hãy uống sữa ấm để giúp con ngủ ngon hơn đi. Sữa ấm làm chót cảm thấy rất rất là buồn ngủ. Tạm biệt hai chú heo nhỏ. Bây giờ thì im lặng hết rồi. Trời đã sáng rồi. Chót đang ngủ rất là ngon. Chót đã khỏe hơn. Đi nào mọi người, hôm nay trời nắng rất đẹp. Chót đang đội mũ đi mưa. Cậu ấy không muốn bị cảm lạnh nữa. Ôi chót, con không cần phải đội nón đâu con à. Sao vậy mẹ? Bởi vì hôm nay trời rất ấm. Sao vậy ba? Chót, em đừng có lúc nào cũng hỏi tại sao có được không? Sao vậy chị? Chót đúng là khỏe hơn rồi. Chiếc khinh khí cầu. Hôm nay là ngày hội của trường học.
cô Thỏ mở quầy rút thăm. Xin mời, xin mời. Giải nhất là chuyến đi trên khinh khí cầu của tôi. Wow, nghe hay quá đi. Cô làm ơn cho con một chiếc vé. Vé xanh dương sẽ được một chiếc xe đồ chơi. Giỏi lắm Danny à. Cho con một vé được không cô? Cảm ơn bếp ba. Con muốn thắng được giải nào nè? Dạ khinh khí cầu. Được một cái bánh sô-cô-la nhà làm không tốt hơn sao? Heo ba rất thích bánh sô-cô-la nhà làm. Vé màu đỏ thì sẽ được đi khinh khí cầu. Mọi người mau lên khinh khí cầu nào. Cho tôi biết bao nhiêu người sẽ đi. 4 người. Và gấu bông. Và khủng long. Ồ, còn gấu bông và khủng long nữa à. Vậy là 6. Lên khinh khí cầu thôi. Nhanh lên đi heo ba. Lên đây, lên đây. Nhanh lên ba. Cột dây thần chính, tháo chốt. Tăng hết tốc lực. Cô quả thật là giỏi đó cô Thỏ. Chắc cô là cơ trưởng chuyên nghiệp. Không hẳn vậy đâu heo ba. Đây là lần đầu tiên tôi lái khinh khí cầu đó. Ồ. Bám chặt vô. Cô Thỏ làm nóng không khí trong khinh khí cầu để nó bay lên bầu trời. Bám biệt. Có ai trên khinh khí cầu muốn đọc bản đồ không? Để tôi. Anh có chắc không đó heo ba? Anh rất giỏi chuyện đọc bản đồ mà. Mà sao cái bản đồ này hơi khó đọc vậy ta? Mọi người có muốn lên cao hơn không? Dạ có. Cao nữa, cao nữa. Khinh khí cầu bay lên thật cao trên bầu trời. Oh, bầu trời đâu mất tiêu rồi. Con đừng lo Peppa. Chúng ta chỉ bay qua mây thôi. Oh. Wow, bầu trời lại trở lại rồi. Wow. Khinh khí cầu thật là to, mặt trời mặt trăng vui nhé. Tít trên trời cao vời vời, nào cùng bay và bay lên thật cao. Nhìn đi gấu bông, chúng ta đang ở rất rất cao. Peppa, cẩn thận đừng để rơi đó. Gấu bông, con làm rơi gấu bông rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta sẽ cứu gấu bông. Mọi người hãy bám chặt vô. Chúng ta sẽ đi xuống. Cô Thỏ đang làm khinh khí cầu đi xuống. Mọi người có thể cứu gấu bông. Bà không thấy gấu bông ở đâu hết. Gấu bông kìa ba. Gấu bông đang ở trên cành cây. Bà có thể dùng cái neo này để cứu gấu bông cho con. Từ từ. Từ từ. Được rồi. Heo ba đã cứu được gấu bông lên. Gấu bông. Quang hồng. Ôi trời. Không ai nhìn về hướng đang đi hết. Có chừng. Có một cái cây trước mặt. Bám chặt vô. Hết gấu bông bị kẹt trên cây. Giờ lại tới chúng ta bị kẹt trên cây. Heo ba, chúng ta đang ở đâu vậy? Mình lạc rồi, có đúng không anh? Phải. Mọi người nhìn kia. Kia là nhà của ông và bà đó. Phải, chắc chúng ta ở trong giường của bà và ông đó. Anh cũng nghĩ vậy đó. Chào mọi người. Heo bà ơi, heo ông ơi. Ôi trời đất ơi, cô làm gì trên đó vậy cô Thỏ? Giúp chúng tôi, làm ơn. Ông ơi, tụi con bị kẹt trên cây không xuống được. Không cần lo, ông có một cái thang đây. Mọi người cùng leo xuống khỏi khinh khí cầu. Bà ơi, ông ơi, cô Thỏ đưa tụi con đi trên khinh khí cầu của cô đó. Nghe thật là thú vị đó. Nhưng bà e thứ tuyệt nhất mà bà đang có chỉ là món bánh sô-cô-la nhà làm của mình mà thôi. Bánh sô-cô-la nhà làm, nó đúng là rất tuyệt. Đây là chuyến đi khinh khí cầu tuyệt nhất đó. Và đây là cái bánh sô-cô-la tuyệt vời nhất. Cụ Suzy đang được mẹ chở tới nhà Peppa để chơi với Peppa. Chào cậu nha Peppa. Chào cậu Suzy. Mẹ. Xin giới thiệu với cậu, đây là người bạn mới của mình, sư tử Leo. Ủa cậu ấy đâu rồi? Mình chẳng thấy ai hết. Suzy đã tự mình nghĩ ra một người bạn tưởng tượng. Cậu thật sự không thấy cậu ấy thiệt hả Peppa? Thôi chơi tung bóng với mình đi. Được thôi. Chụp bóng nào Leo.
Peppa đã ném quả bóng cho người bạn tưởng tượng của Suzy. Leo không chụp được bóng hả? Cậu ấy chụp được chứ, chỉ là cậu ấy không thích chơi tung bóng thôi. Vậy thì Leo thích chơi trò gì? Cậu ấy rất thích chơi trò gầm gừ. Vậy cậu kêu Leo gầm gừ đi. Tất nhiên là được. Nhưng đó là cậu gầm mà. Không phải đâu, là Leo gầm gừ đó. Chào cậu Leo. Peppa đang giả bộ là mình cũng có thể nhìn thấy sư tử Leo. Leo, giờ tụi mình sẽ trở thành bạn nha. Cậu ấy có đồng ý không Suzy? Cậu ấy đang gật đầu kìa. Vậy là đồng ý rồi. Peppa, Suzy, bây giờ hai đứa có muốn vô nhà ăn bánh trái cây cùng với mẹ không? Heo mẹ đang cắt hai miếng bánh trái cây ra cho Suzy và Peppa. Mẹ ơi, con và Suzy có một người bạn tưởng tượng nữa. Cậu ấy tên là sư tử Leo. À, mẹ biết rồi. Vậy bạn Leo của con có thích bánh trái cây không? À, dạ, bạn Leo cũng thích bánh lắm. Cậu đừng có nói dối như vậy chứ Peppa. Leo có thích như vậy đâu. Cậu mới thích bánh trái cây đó. Loại bánh mà Leo thích là bánh sô-cô-la kìa. Bây giờ nhà cô không có cái bánh sô-cô-la nào. Leo ăn đỡ bánh trái cây nha. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ thử một miếng nhỏ thôi. Theo mẹ cắt thêm một miếng bánh khác rồi đưa cho bạn tưởng tượng của Suzy. Lúc này George đang chơi cùng với chú khủng long của mình. Hổng long. George, em ngồi lên người bạn tưởng tượng của chị rồi. George không biết là Suzy có một người bạn tưởng tượng. Sư tử Leon nói là miếng bánh này to quá nên một mình cậu ấy không thể ăn hết được. Vậy nên em có thể ăn nó đó George à. Bây giờ tụi mình lên lầu chơi được không Peppa? Được chứ, tụi mình chơi trò hóa trang đi. Nhưng mình đang hỏi Leo mà Peppa. Leo nói là cậu ấy cũng thích chơi trò hóa trang đó. Vui quá, vậy thì tụi mình đi lên lầu thôi. Peppa và Suzy cùng nhau chơi trò hóa trang. Peppa sẽ đóng vai một nàng tiên xinh đẹp. Bây giờ ta sẽ cho con một điều ước. Điều ước của tôi là được trở thành nữ hoàng Suzy. Vậy thì sư tử Leo sẽ làm chú hề nha. Cậu ấy không muốn làm chú hề một chút nào đâu. Cậu ấy chỉ muốn được làm vua thôi. Heo ba đang đi vào phòng của Peppa. Mẹ nói với ba, hôm nay nhà chúng ta có một vị khách rất đặc biệt đúng không? Chỉ là bạn cũ Suzy thôi mà ba. Con có chắc là không còn ai khác ở trong phòng nữa không Peppa? Dạ còn một người ở đây nữa. Đó chính là quốc vương sư tử Leo. Tôi rất hân hạnh được gặp ngài thưa quốc vương Leo. Heo ba đang giả bộ, mình cũng có thể thấy quốc vương sư tử Leo. Thưa quốc vương, ngài có một cái bờm vàng ống thật là đẹp. Dạ, cái bờm vàng rất là đẹp. Và ngài quốc vương cũng đang mặc cái quần đẹp nhất của mình. Đúng rồi. Và ngài mặc áo len xanh dương nữa. Cậu ngốc quá bé ba. Ngài Leo đâu có mặc áo len màu xanh như cậu nói đâu. Ngài ấy đang mặc áo sơ mi màu xanh lá kìa. Ngài Leo đang mặc áo có cả hai màu xanh luôn. Peppa, Suzy, bạn của hai đứa tới rồi. Tất cả bạn của Peppa đã cùng nhau tới. Và các bạn ấy ai cũng đều đang mang ủng hết. Tụi mình cùng chơi nhảy trên vũng bùn đi. Chơi thôi. Còn có chắc là Leo cũng sẽ nhảy lên vũng bùn mà không mang ủng như mấy đứa không? Con quên mất. Leo cũng cần phải mang ủng như tụi con nữa. Nhìn Leo nè. Cậu ấy cũng đang nhảy lên nhảy xuống nữa đó. Mọi người đã cùng nhau chơi đùa nhảy trên vũng bùn một cách thật là vui vẻ, kể cả người bạn tưởng tượng sư tử Leo của Suzy. Hòn đảo hải tặc. Theo ông đưa Peppa và các bạn cậu ấy đi chơi trên thuyền của mình. Mọi người lên thuyền hết chưa? Dạ, khởi hành nào. Peppa và các bạn của cậu ấy đều đang mặc áo phao. George, con có thể đội nón hải tặc của ông nè. Hôm nay chúng ta sẽ đi thuyền tới đảo hải tặc đó các con. Nếu gặp may mắn, chúng ta có thể tìm được kho báu lớn nữa đó. Đảo hải tặc nghe có vẻ như là một nơi rất hấp dẫn. Đất liền đây rồi. Đã đến nơi rồi. Đảo hải tặc. Wow. Cái gì vậy ạ? Nó là cái máy dò tìm kim loại.
nó sẽ tìm kho báu cho chúng ta. Heo ông đang dùng máy dò kim loại để tìm kho báu bị chôn giấu dưới đất. Máy dò kim loại đã tìm ra gì đó. Đào nó lên đi các con. Dạ là một đồng xu. Một báu vật. Wow. Chúng ta cùng đi tìm thêm nữa nè. Lại tìm được gì rồi nè. Nó có vẻ rất là lớn. Ôi trời ơi, để ông coi, món báu vật này thật là nặng tay đó. Ôi trời, đó không phải báu vật bị chôn, đó chỉ là chiếc xe mua hàng cũ. Ồ. Tìm kho báu như vậy là đủ rồi. Có ai muốn làm một lâu đài cát thiệt lớn không nè? Đúng là ý kiến rất hay đó heo bà. Giờ tôi sẽ kiểm tra chiếc thuyền. Heo bà và các bạn nhỏ sẽ cùng nhau làm một lâu đài bằng cát thật lớn. Và heo ông sẽ làm những việc quan trọng còn lại trên thuyền. Ồ, thật là tuyệt quá. Có lẽ mình sẽ nhắm mắt lại để ngủ một chút. Heo bà và các bạn nhỏ đang làm một lâu đài cát thật lớn. Họ cần rất nhiều và rất nhiều cát. Họ dùng những cái xô để làm tháp canh. Tòa lâu đài thật là đẹp. Tới lúc về rồi. Ủa, chiếc thuyền của chúng ta đâu mất rồi? Bà ơi, nhìn kìa. Ôi không, heo ông đã ngủ mất rồi. Và chiếc thuyền thì đang trôi đi mất. Chúng ta phải gọi heo ông dậy nhanh lên. Hãy hét lên lớn nhất có thể đi các con. Ông ơi, dậy 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 ông ơi. Ôi kìa, heo ông vẫn còn đang ngủ. Ông đang ở quá xa nên không thể nghe được chúng ta gọi. Chúng ta đã bị kẹt trên hòn đảo hải tặc rồi. Chúng ta đã bị bỏ lại. Chúng ta sẽ phải ở lại đây cả trăm năm. Vậy là chúng ta sẽ phải ăn những hoa quả hoang dã đó. Và chúng ta sẽ phải ăn những con côn trùng và sên nữa. Ghê lắm. Phụ huynh đã tới để đón các bạn nhỏ. Ông mình đang ở đâu vậy? Chào. Xin chào mọi người. Mọi người đi chơi có vui không? Có. Thật ra thì ông đã quên vài thứ ở đó mất rồi. Lát nữa gặp lại nha. Nhìn kia, ông đã trở lại. Mình được cứu rồi. Xin mời lên thuyền các thủy thủ. Heo ông thật là hư quá. Mọi người tưởng là bị bỏ lại rồi chứ. Xin lỗi các con về chuyện đó nha. Lần sau ông hứa sẽ không ngủ quên trên thuyền nữa đâu. Tạm biệt hòn đảo hải tặc. Hẹn một ngày gặp lại nha. Con thích hòn đảo hải tặc. Lần sau trở lại được không ông? Tất nhiên là được chứ Peppa. Văn phòng của heo ba. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Peppa và George được tới thăm văn phòng của heo ba. Ba ơi, ba làm gì cả ngày ở văn phòng vậy ba? Có rất nhiều thứ thú vị, con sẽ thấy thôi. Đây là tòa nhà nơi mà heo ba làm việc. Chúng ta tới rồi. Xin chào. Xin chào, tôi là heo ba đây. Xin chào anh. Ba ơi, con bấm nút được không ba? Con cứ bấm đi Peppa. Xin chào. Con là Peppa đây. Chào con Peppa, vào đi. Văn phòng của ba nằm ở tầng trên cùng. Chúng ta sẽ di chuyển lên đó bằng thang máy. Con bấm nút này được không ba? Ba nghĩ giờ tới lượt chót bấm rồi. Bấm nút trên cùng đó chót à. Thang máy đang đưa Peppa với George và heo ba lên tầng trên cùng. Đây là tầng trên cùng, cửa đang mở. Đây là văn phòng của heo ba. Xin chào mọi người. Xin chào heo ba. Xin chào anh. Chú thỏ và cô mèo làm việc cùng với heo ba. Tôi đã dẫn theo hai vị khách đặc biệt đến tham quan văn phòng của chúng ta hôm nay. Đây là Peppa và đây là George. Thật vui khi các con đến chúng đây. Chúng ta bắt đầu tham quan nào. Anh thỏ à,
bắt đầu từ chỗ anh có được không? À, tất nhiên là được rồi. Công việc của chú chủ yếu là về các con số. Bây giờ chú sẽ lấy những tờ giấy rất quan trọng này, sau đó dùng một con dấu cao su rồi đóng dấu lên những tờ giấy này. Wow! Công việc của chú Thỏ thật là tuyệt. Con có thể đóng dấu được không chú? Tất nhiên rồi, chú sẽ lấy cho con một ít giấy. Có giấy ở đây luôn này chú. Ồ, chú nghĩ là con nên dùng một tờ giấy trắng của con đây. Bé Ba rất thích đóng dấu bằng con dấu cao su. Con rất thích công việc của chú Thỏ đó. Đi tham quan tiếp thôi nào. Tiếp theo sẽ là bà của cô mèo. Mèo. Cô chào Bé Ba và George. Con chào cô. Thật ra thì công việc của cô là vẽ hình lên máy vi tính đó. Sau đó cô in những cái hình này ra ngoài. Wow. Và thêm một bản sao nữa. Cảm ơn cô. Công việc của cô mèo thật là thú vị. Cô làm thử được không cô? Bây giờ tới lượt của chót rồi, Peppa. Phải đó chót. Tới lượt em làm việc rồi đó. Chót đang vẽ những hình tam giác màu xanh dương. Giờ thì in nó ra. Con cũng thích công việc của cô mèo nữa. Bây giờ con muốn tham quan chỗ của ba không? Dạ có, thưa ba. Đây là bàn làm việc của heo ba. Công việc của ba có hơi phức tạp hơn một chút. Ba lấy những con số lớn hơn, biến đổi chúng và tính ra tiếp tuyến chịu tải của chúng. Công việc của heo ba nghe có vẻ rất là quan trọng. Ba có đóng dấu không ba? Không còn. Ba có dùng máy tính không ba? Cũng không, nhưng ba có dùng nhiều bút màu để viết. Ba ơi, tụi con có thể dùng bút màu để vẽ được không ba? Ý hay đó. Peppa và George rất thích vẽ bằng bút màu. Con thì vẽ một ngôi nhà, còn em George vẽ một chú khủng long. George lúc nào cũng vẽ khủng long hết đó nha. Khủng long. Ôi nhanh quá, đã tới 5 giờ rồi. Tới giờ về nhà rồi. Phải công nhận con vẽ ngôi nhà rất đẹp đó Peppa. Con khủng long nhìn cũng rất hung dữ nữa. Con và chót thích làm công việc của ba. Hai đứa nhỏ làm việc tốt lắm. Con cũng thích công việc của chú Thỏ. Và con thích làm công việc của cô mèo nữa. Nhưng mà con thích làm công việc của ba con nhất. Peppa và George đang được ba mẹ chở đi thăm chị họ Chloe của mình. Ngày hôm nay, không những các con sẽ đi gặp chị Chloe, mà sẽ còn được gặp em họ mới nữa. Peppa và gia đình của cậu ấy đã tới nhà của chị họ Chloe. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chào hai em nha, Peppa và George. Đây là Chloe, chị họ của Peppa và George. Còn em họ mới đâu rồi chị? Em họ nhỏ của các con ở đây nè. Em họ mới của Peppa và George là một chú heo nhỏ, bé bỏng đáng yêu. Trời ơi, thằng bé dễ thương quá đi mất. Em ấy có phải là em gái không chị? Không phải vậy đâu, em ấy là con trai. Ước gì em ấy là em gái. Chị cũng thích vậy. Nhưng chót thì ngược lại, em ấy thích em bé là con trai hơn. Chót ơi, mẹ nghĩ là em bé còn nhỏ quá để chơi khủng long với con. Chót, em bé không thích chơi khủng long với em đâu. Em ấy muốn chơi bóng với chị. Peppa à, mẹ nghĩ em bé cũng còn nhỏ quá để chơi bóng với con đó. Nếu em ấy không thể chơi được khủng long, cũng không chơi được bóng, vậy em ấy chơi được gì? Em ấy chỉ việc ăn và ngủ thôi. Và còn làm được vậy nữa. Cô ơi cô, cho con ẵm em bé một chút được không? Được thôi, nhưng con nhớ phải thật cẩn thận. Như vậy thì con có thể ôm Alexander. Alexander. À, là tên em bé đó con. Em bé tên Alexander. Đó là một cái tên thật vĩ đại dành cho chú heo nhỏ bé bỏng. Em ấy thật là dễ thương, cho dù là con trai hay con gái. Có mùi gì ghê vậy? Chắc là cô phải đưa Alexander đi thay tả rồi. Cái này ghê quá đi. Peppa, khi con còn nhỏ, con cũng mặc tả như em ấy vậy. Con không có mặc. Mẹ ơi, giờ con ra sau vườn chơi với Peppa và Rớt có được không? Mẹ đồng ý.
chị có thấy vui khi có em trai hay không? Chị thấy vui lắm, vì Alexander rất đáng yêu. Em ước gì em chó cũng dễ thương như em của chị. Chị có ý này hay nè. Bây giờ chúng ta sẽ để George đóng giả làm em bé. Sau đó George sẽ ngồi vào trong chiếc xe đẩy này. Đó là một ý kiến hay ha. Nhưng George không muốn đóng giả làm em bé chút nào. George, nếu em chịu đóng giả là em bé thì chị hứa cái gì chị cũng nhường cho em hết, mãi mãi luôn. George đang bắt đầu suy nghĩ. Dạ, em có thể chơi đồ chơi của chị luôn. George đang suy nghĩ thêm lần nữa. Dạ, khi về nhà em có thể lấy đồ chơi của chị nữa. Vậy là George đã đồng ý. Em đúng là một em bé heo đáng yêu. Mèo Candy, cụ Suzy, thỏ Rebecca và ngựa vàng Chewy đang đi tới. Xin chào. Ủa sao em George lại ở trong xe đẩy vậy các cậu? Đó không phải em George đâu, đó là một em bé heo. Nhưng rõ ràng đây là George mà. Em George đang đóng giả là một em bé heo đó. Ồ. Vậy em ấy là bé trai hay bé gái? Là bé gái. George không muốn đóng giả làm em bé gái. Thôi được rồi, em ấy là em trai. Chị có bánh quy ở đây nè. Không biết là em bé heo có muốn ăn một chút hay là em ấy không ăn được đâu, bởi vì bánh quy quá cứng. Nhưng George lại rất thích bánh quy. Nhưng mà chắc ăn một cái cũng không sao đâu ha. Em ấy thông minh quá. Dạ, em ấy còn đẹp trai nữa. Còn rất vui tính nữa. Mình chưa từng thấy em bé heo nào dễ thương như vậy luôn. George đã bắt đầu thích trò chơi này. Heo cô đang ẵm em bé Alexander và mọi người cùng đi tới. Nhìn kìa, ở đó có một em bé heo thật đó các cậu. Em bé này nhìn dễ thương quá. Em bé đáng yêu hơn George nhiều. Ôi tội cho George, George cũng muốn làm một bé heo để mọi người quan tâm nữa. Ồ, nín đi mà George, con lúc nào cũng là em bé heo trong lòng của mẹ hết đó. Có lẽ tới lúc chúng ta chơi trò khác rồi. Hay là chúng ta cùng chơi rượt bắt với khủng long đi con. Chó thích là một em bé heo. Nhưng chắc là em ấy thích là chó hơn. Sinh nhật chó. Hôm nay là sinh nhật của chó. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm. Đó, bây giờ còn sớm quá mà. Khủng long. Về giường của em đi. Hình như hôm nay có người đã dậy rất sớm. Chúc mừng sinh nhật con nhà George. Em George đã gọi con dậy. Con cũng gọi mọi người dậy trong sinh nhật của mình mà Peppa. Nhưng đâu có giống nhau. Đó là sinh nhật của con mà. Nhưng hôm nay là sinh nhật của em George mà con. Chúc mừng sinh nhật George. Đây là quà của con nè George. Khủng long. Chị biết thế nào cũng là một con khủng long nào đó mà. Bấm cái nút ở bụng nó đi con. Ôi, nhìn nó đáng sợ quá. Chó, chị đã làm thiệp sinh nhật này cho em nè. Em có biết chị đã vẽ gì không? Chó không đoán được đó là gì cả. Chị định vẽ cho em một bông hoa. Chó không thích hoa chút nào. Nhưng mà cuối cùng, chị đã quyết định vẽ cho em một khủng long. Con vẽ bức tranh này đẹp lắm đó Peppa. Dạ phải, con vẽ tranh rất giỏi mà ba. Bây giờ, nhà mình sẽ tới một nơi rất đặc biệt để chúc mừng sinh nhật của George nào. Ngờ, đi thôi. Mà chúng ta đi đâu vậy mà? Con sẽ biết ngay thôi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi đến nơi tổ chức sinh nhật cho George. Nhà mình sẽ đi tới rạp xiếc hả ba? Không, nhưng chúng ta cũng sẽ đến một nơi rất thú vị. Có phải là rạp chiếu phim không ba? Không, chỗ này còn vui hơn nhiều. Vậy con không đoán được rồi. Các bạn đoán xem họ sẽ đi đâu? Chúng ta tới rồi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi tới viện bảo tàng. Mình tới bảo tàng để làm gì vậy ba? Đi thôi nào, con sẽ biết ngay thôi. Rốt cuộc thì heo ba muốn cho George xem gì đây? George à, nói bà nghe, con cảm thấy thích thứ gì nhất hả? Dạ là khủng long. Khủng long.
Món quà đặc biệt dành cho sinh nhật của George là chuyến đi tới phòng khủng long ở viện bảo tàng. Sao lúc nào cũng là con khủng long hết vậy nè? Khủng long. Nín đi đừng khóc mà sót. Nó không phải là khủng long thật đâu con. Nó chỉ là robot thôi con à. Nhìn ba đây. Ba đứng ở chỗ này và... Và bây giờ chúng ta còn có một bất ngờ khác. Tất cả các bạn của George và Peppa đều đang có mặt ở đây. Cô thỏ đã làm một cái bánh sinh nhật tặng cho George. Ở đây có ai đoán được đây là bánh sinh nhật gì hay không? Là bánh khủng long đúng không cô? Đúng là bánh khủng long. Con đoán hay thiệt đó Peppa. Chúc mừng sinh nhật nha George. Còn một bất ngờ cuối cùng nữa. Đi theo chú nào. Nào, có xem bất ngờ cuối cùng là gì? Cậu nghĩ đó là gì hả Peppa? Mình nghĩ cái gì đó liên quan tới khủng long. Cái gì vậy ba? Cái mà chúng ta cần phải bơm không khí vào. Con biết rồi. Đó là lâu đài bằng hơi nè. Peppa rất thích lâu đài hơi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của chó. Sao không phải là cái gì đó liên quan tới khủng long hả ba? Thì đây là con khủng long mà. Một con khủng long bằng hơi. Chó rất thích khủng long hơi. Và mỗi người cũng thích khủng long hơi như chó. Thật là vui quá đi. Chúc mừng sinh nhật chó. Sinh vật tí hơn. Peppa và George đang giúp heo ông hái rau củ. Peppa, cái này là rau diếp nè con. Dạ con cảm ơn ông. Con gì đây? À, ông ơi con gì mà thấy ghê vậy ông? Quái vật. Con này không phải là quái vật đâu mấy đứa. Nó chỉ là con ốc sên nhỏ thôi mà. Ủa, con ốc sên đi đâu mất rồi ông? Nó trốn vào trong giỏ của mình rồi. Cái giỏ này là nhà của ốc sên hả ông? Đúng rồi, cái giỏ này là nhà của ốc sên. Tụi con nhìn kìa, nó lại chui ra khỏi giỏ nữa rồi. Xin chào ông ốc sên. Ông ơi, trong nhà của ông ốc sên có giường ngủ không ông? Không có đâu Peppa. Nếu con là một con ốc sên, con sẽ đặt một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và cái tủ lạnh. Và thêm một cái tivi nữa. Ông ơi, ốc sên ăn gì để sống vậy ông? À, nó chủ yếu ăn rau như rau diếp của ông đi nè. Kìa, đừng có ăn nữa. Còn ốc sên nhỏ xấu tính. Ông ơi, con và chót muốn được đóng giả làm ốc sên. Hai cái rổ này giả làm con ốc sên được nè. Chà, giờ thì nhìn hai đứa giống ốc sên rồi đó. Giờ tụi con sẽ ăn hết vườn rau diếp của ông luôn đó ông. Ô nè, mấy con ốc sên nhỏ này đừng có động vô rau diếp của ông nha. Còn nếu như ông vẫn tiếp tục la tụi con thì tụi con sẽ chui vào ngôi nhà của mình. Tất cả bạn của Peppa đều đang đi tới. Con xin chào ông. Chào con Suzy. Tụi con tới để chơi với Peppa và George đúng không nào? Dạ đúng rồi ông. Nhưng mà ông không biết tụi nó ở đâu hết đó. Bây giờ ở đây chỉ có ông với hai con ốc sên nhỏ này mình thôi. Mình là ốc sên nè. Mình là ốc sên nè. Ốc sên nha. Tụi mình đang chơi đóng giả ốc sên nè. Nè. Cho tụi mình chơi chung với được không? Có ít rổ quá, ông nghĩ sẽ không đủ rổ cho các con. Các con có thể chơi trò khác được mà. Từ thứ gì đó đặc biệt ở trong giường này. Dạ cà rốt. Bạn thỏ Rebecca rất thích củ cà rốt. Không đâu Rebecca, không phải củ cà rốt đâu. Thôi tụi con đi theo ông đi. Có tiếng gì kêu ba ba kìa. Hình như có gì đó phát ra từ ngôi nhà nhỏ kia. Ông ơi, tại sao ngôi nhà búp bê đó lại phát ra tiếng vo vo vậy ông?
không phải là nhà của búp bê đâu, Peppa. Đây là nhà của ông, hay còn được gọi là tổ ong. Nhìn đi, có mấy con ong bay ra kìa. Nó đang làm gì vậy ông? Nó đang hút mật từ hoa, rồi sau đó nó sẽ bay trở về tổ để biến mật hoa thành mật ong. Con rất thích mật ong, con sẽ đóng giả làm một chú ong. Bo ve. Đúng rồi, giả làm ong thôi. Buzz. Bo ve. Đúng rồi, tụi con là bầy ong bận rộn. Dạ phải, tụi con là một bầy ong bận rộn. Bây giờ tụi con sẽ bay về tổ để làm mật ong thôi. Ôi trời ơi, các con đang chơi trò gì vậy? Ba ơi, tụi con là một bầy ong nè. Bo ve. À, vậy bầy ong có muốn ăn bánh mì nướng không nè? Dạ có. Vậy các con muốn phết gì lên trên không? Dạ mật ong. Thật may quá, vì bà đã chuẩn bị trước hết rồi, cả bánh mì và mật ong. Mình rất thích làm con ong, vì khi làm ong sẽ được ăn nhiều mật ong ngon ngọt. Còn mình thích làm ốc sên, vì ốc sên có thể ăn hết vườn rau của ông luôn. Ô, thôi nào. Ô, có ốc sên nhỏ ham ăn. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ong. Peppa và George được heo bà dẫn tới khu vườn của heo ong để chơi. Tiếng gì mà ồn ào quá vậy ba? Bà đoán ông đang làm cái gì đó. Ông chào hai đứa nha. Peppa với George tụi con đến đây đúng lúc lắm. Ông cũng vừa mới làm xong đó. Nhưng mà ông vừa làm xong cái gì vậy? Chờ chút tôi sẽ cho mọi người xem ngay. Thì ra là một cái xe lửa đồ chơi. Nó không phải là đồ chơi đâu. Nó được gọi là Gertrude. Đây là một đầu máy xe lửa thu nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể chạy mà không cần có đường ray sao heo ông? Ồ không đâu. Tôi đã thử gắn bánh xe ô tô cho Gertrude. Vì vậy nó có thể di chuyển bất cứ đâu cũng được. Ông ơi, cho tụi con ngồi chung với ông được không? Tất nhiên là được rồi. Đến giờ xuất phát rồi. Tạm biệt ba. Gặp lại con sau. Cả Peppa và George lúc nào cũng đều thích chiếc xe lửa nhỏ của ông. Đoàn tàu này nghe chu 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 chu. Đoàn tàu này nghe chu 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 suốt ngày luôn. Và một bạn nhỏ nghe út 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 út. Và một bạn nhỏ nghe út 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 suốt ngày luôn. Chó ông và chó Danny cũng đang đi tới. Chào Peppa. Chào cậu Danny. Ông đang chơi xe lửa với tụi nhỏ hả heo ông? Ông nói đồ chơi sao? Gertrude không phải là đồ chơi. Chiếc xe lorry nhỏ bé của ông hoạt động rồi sao? Ông nói lorry nhỏ bé sao? Hey, chiếc xe kéo này của tôi là một chiếc xe chuyên dùng để làm việc chuyên nghiệp. Ông ơi, con lên xe lửa chơi với mấy bạn được không ông? Cái đó thì do con chọn thôi Danny. Nếu như bây giờ con thích chơi xe lửa thì... Dạ con cảm ơn ông. Vậy thì gặp lại ông sau nha. Cô Thỏ đang lái xe buýt chở học sinh của trường. Khi nhìn sang bên trái, tất cả chúng ta có thể thấy những dãy đồi núi và cây cối. Xin chào mọi người. Chào cậu nhà Peppa. Tất cả bạn của Peppa đều có mặt ở đây. Tụi con lên xe lửa của ông nha. Tôi đang lái xe buýt của trường, đưa tụi nhỏ đi vòng quanh và chỉ cho chúng những điều thú vị. Đi xe lửa của ông có thú vị không? À, tất nhiên là có rồi con. Giơ tay lên, nếu ai trong số các con muốn lên xe lửa. Dạ con. Giờ thì ai trong số các con muốn ở lại xe buýt thì giơ tay lên. Thôi được rồi. Trên đường đi có quá nhiều bùn. Vũng bùn này sẽ làm cho chúng ta bị kẹt lại. Có lẽ chúng ta nên tìm đường khác để đi thôi. Không sao đâu, đó chỉ là một vũng bùn thôi mà. Đi thôi cho chúng ta bên luôn nào. Đi thôi nào xe buýt, chạy qua đó đi.
Bỗng nhiên xe buýt lại bị kẹt trong vũng bùn. Ôi trời ơi, xui quá. Xin chào cô Thỏ, hôm nay mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ? Xe của tôi bị kẹt trong vũng bùn rồi, ông kéo xe ra giúp tôi có được không? Tất nhiên là được rồi. Xe của ông có đủ mạnh để kéo không vậy? Cô cứ yên tâm đi. Kéo không nổi hả ông? Ờ, đúng rồi. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần một chiếc xe khác mạnh hơn. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp được không? Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết. Nhưng dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của tôi ông. Tôi chợt nghĩ ra một ý rất hay. Có thể xe lửa của ông có thể kéo được xe của tôi ra khỏi vũng bùn này đó. À, ý tưởng có vẻ hay đó cô Thỏ à. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ông sẽ thử kéo xe buýt ra khỏi vũng bùn. Kéo thật mạnh nào. Có lên rồi. Có lên nào. Được rồi. Làm tốt lắm xe lửa. Không ngờ xe lửa của ông chỉ là đồ chơi thôi, nhưng lại làm tốt tới như vậy đó. Xe lửa đồ chơi sao? Không đâu, Gertrude không phải là đồ chơi. Gertrude là một người bạn tuyệt nhất trên thế gian này. Vẽ tranh. Hôm nay Peppa và George sẽ cùng nhau vẽ tranh. Chúng ta cần lấy thêm một ít giấy báo cũ để làm giấy lót. Dạ phải. Heo ba đang chăm chú đọc tờ báo của mình. Hai đứa có thể lấy báo của ba để lót bàn sau khi ba đã đọc xong. Thôi được rồi, hai đứa cứ lấy đi. Giờ chúng ta vẽ tranh được rồi. Em ngốc quá à chết. Người lớn vẽ tranh không bao giờ nhúng tay vô màu vẽ đâu em. George rất thích vẽ tranh bằng hai tay của mình. Peppa cũng bắt chước George vẽ tranh bằng hai tay. Hai đứa vẽ đẹp lắm. Cho anh xin một củ khoai tây được không em? Nhưng em còn chưa nấu chúng nữa mà heo ba. Bộ ba thấy đói bụng hả ba? Không phải là ba định ăn nó đâu hai đứa. Xem ba làm nè. Thế thì heo ba đang định làm gì vậy mọi người? Các con biết ba đang vẽ gì hay không? Dạ là một bông hoa. Ba vẽ thật là đẹp. Khi ba còn nhỏ, ba cũng rất thích vẽ tranh như hai đứa. Ba cất đồ vẽ tranh hồi nhỏ của ba ở đâu rồi ta? Ba ơi, sao ba đội cái nón gì mà mắc cười quá vậy? Đây là cái mũ nồi hồi nhỏ của ba. Cái mũ này nó giúp ba có tâm trạng tốt hơn để vẽ tranh. Bây giờ chúng ta nên vẽ gì đây? Con chọn cảnh đẹp lắm cho. Vậy thì ba sẽ vẽ cái cây anh đào này. Cái gì vậy ba? Đây là cái giá vẽ đó Peppa. Công dụng của nó là giữ cố định tấm giấy nền. Giấy nền là gì vậy ba? Nó cũng giống như giấy vẽ tranh, nhưng loại giấy này được dùng cho những bức tranh đặc biệt. Đó có phải kem đánh răng không ba? Không phải kem đánh răng đâu. Đây là loại màu đặc biệt, loại màu chuyên dành cho họa sĩ trưởng thành. Xong rồi, giờ thì chúng ta nên bắt đầu với màu nào? Dạ màu đỏ. Tại sao con lại chọn màu đỏ? Dạ màu đỏ là màu yêu thích của con. Nhưng trước tiên chúng ta phải vẽ bầu trời đã. Con nhìn lên trời thử xem bầu trời có màu gì. Dạ là màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa, vậy bắt đầu với màu xanh dương trước. Tiếp theo sẽ vẽ cây anh đào. Chúng ta cần màu xanh lá. Chúng ta đâu có màu xanh lá đâu ba. Không vấn đề gì đâu. Nếu chúng ta trộn màu xanh dương và màu vàng lại với nhau thì sẽ được màu xanh lá. Khi trộn màu xanh dương và màu vàng lại với nhau, chúng ta sẽ có màu xanh lá. Đám lá cây màu xanh này trông thật là đẹp. Và đây là bãi cỏ. Vậy còn cành cây thì sao ba? Chúng ta đâu có màu nâu đâu ba. Chúng ta có thể tự làm màu nâu bằng cách trộn màu xanh lá và màu đỏ lại. Khi trộn màu xanh lá và đỏ lại với nhau sẽ tạo ra màu nâu. Heo ba đang dùng màu nâu tự trộn để vẽ thân cây và cành cây. Wow. Ba ơi, cho con thử vẽ được không ba? Được mà Peppa. Con hãy thử nhúng những ngón tay của mình vào màu đỏ rồi chấm nó lên bức tranh đi. Một trái, hai trái, ba trái. Con vẽ giỏi lắm. Bây giờ George cũng thử vẽ nha con. Con đúng là một họa sĩ vẽ tranh giỏi đó George à. Vậy là xong, bức tranh đã được vẽ hoàn chỉnh. Hay oh, đó là mấy bạn dịch. Chào mấy bạn dịch nha. Tụi mình đang vẽ tranh đó. Bỗng nhiên bầy dịch đạp lên màu của heo ba. Đi đi, đi nè.
khác đi dịch. Đi đi, đừng lại gần bức tranh của ta. Thật không may, bầy dịch đã làm rơi bức tranh xuống đất và để lại dấu chân dính đầy màu lên trên bức tranh. Ôi trời ơi, có tiếng gì ồn ào vậy? Mẹ ơi, bầy dịch đã làm hư bức tranh của tụi con rồi. Đâu để mẹ xem nào. Bầy dịch đang chạy vòng quanh trong giường rồi để lại dấu chân dính đầy màu của mình, rất giống dấu chân trong bức tranh. Bức tranh của ba con không bị hư hỏng gì đâu Peppa, nhìn rất hoàn hảo. Hay nữa. Ồ, đúng rồi heo mẹ, anh khá là giỏi trong việc vẽ tranh mà, phải không? Bầy dịch cũng vẽ tranh giỏi lắm. Ngoài trời đổ mưa nhẹ. Peppa, George, mặc áo mưa vào đi các con. Khi trời mưa, Peppa và George đều phải mặc áo mưa. George không thích đội nón đi mưa chút nào. George, con phải đội nón mới được. Dạ tại sao? Bởi vì con phải giữ khô người. Dạ tại sao? Bởi vì con có thể sẽ bị cảm lạnh. Dạ tại sao? George, con muốn chơi trong giường hay không? Vậy thì con phải đội nón chứ. Đi nào chó. Peppa và George sẽ nhảy lên những vũng bùn lầy. George không hề muốn đội nón đi mưa của mình. Peppa, George, mau vào nhà đi, mưa lớn quá, vào nhà chơi đi các con à. George à, nón của con đâu? George đã bị cảm lạnh. Ôi, tội nghiệp George quá. Con bị bệnh rồi kìa. Không cần lo, anh sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây. Tôi hiểu rồi. Đưa George về giường đi. Tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ gấu nâu. Tạm biệt. George có phải tới bệnh viện để khám bệnh không ba? Dạ còn phải uống thuốc nữa. Không, George chỉ cần trở về giường thôi. Ờ, vậy là George không phải bị bệnh nặng rồi. Cái này gớm thiệt đó nha George. Tội nghiệp George. Để mẹ đưa con về giường nha. George, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Dạ. George không muốn phải bị nằm trên giường. George, con phải nằm trên giường cho tôi khi khỏe hơn. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải giữ ấm. Sao vậy ba? Bởi vì bác sĩ gấu nâu nói như bà như vậy. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói à. George thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm, con chỉ chót cách nói đi. À. Dạ được. À. Chót đã bị cảm lạnh. Chót có phải uống thuốc không bác sĩ? Không, nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp chót ngủ ngon hơn. Cảm ơn bác sĩ gấu nâu nha. Không có gì. Tạm biệt. George đã nằm trên giường cả ngày. Giờ là giờ ngủ của Peppa. George, em khỏe hơn chưa? George vẫn chưa khỏe hơn. George, em đừng có hắt xì to như vậy. Thật là không thể nào chịu được. George, con hãy uống sữa ấm để giúp con ngủ ngon hơn đi. Sữa ấm làm George cảm thấy rất là buồn ngủ. Tạm biệt hai chú heo nhỏ. Bây giờ thì im lặng hết rồi. Trời đã sáng rồi. Chót đã ngủ rất là ngon. Chót đã khỏe hơn. Đi nào mọi người, hôm nay trời nắng rất đẹp. George đang đội mũ đi mưa. Cậu ấy không muốn bị cảm lạnh nữa. Ôi George, con không cần phải đội nón đâu con à. Sao vậy mẹ? Bởi vì hôm nay trời rất ấm. Sao vậy ba? George,
Em đừng có lúc nào cũng hỏi tại sao có được không? Sao vậy chị? Chọc đúng là khỏe hơn rồi. Chiếc khinh khí cầu. Hôm nay là ngày hội của trường học. Cô Thỏ mở quầy rút thăm. Xin mời, xin mời. Giải nhất là chuyến đi trên khinh khí cầu của tôi. Wow, nghe hay quá đi. Cô làm ơn cho con một chiếc vé. Vé xanh dương sẽ được một chiếc xe đồ chơi. Giỏi lắm Danny à. Cho con một vé được không cô? Cảm ơn bếp ba. Con muốn thắng được giải nào nè? Dạ khinh khí cầu. Được một cái bánh sô-cô-la nhà làm không tốt hơn sao? Heo ba rất thích bánh sô-cô-la nhà làm. Vé màu đỏ thì sẽ được đi khinh khí cầu. Mọi người mau lên khinh khí cầu nào. Cho tôi biết bao nhiêu người sẽ đi. 4 người. Và gấu bông. Và khủng long. Ồ, còn gấu bông và khủng long nữa à. Vậy là 6. Lên khinh khí cầu thôi. Nhanh lên đi heo ba. Lên đây, lên đây. Nhanh lên ba. Cột dây thần chính, tháo chốt. Tăng hết tốc lực. Cô quả thật là giỏi đó cô Thỏ. Chắc cô là cơ trưởng chuyên nghiệp. Không hẳn vậy đâu heo ba. Đây là lần đầu tiên tôi lái khinh khí cầu đó. Ồ. Bám chặt vô. Cô Thỏ làm nóng không khí trong khinh khí cầu để nó bay lên bầu trời. Amen. Có ai trên khinh khí cầu muốn đọc bản đồ không? Để tôi. Anh có chắc không đó heo ba? Anh rất giỏi chuyện đọc bản đồ mà. Mà sao cái bản đồ này hơi khó đọc vậy ta? Mọi người có muốn lên cao hơn không? Dạ có, cao nữa, cao nữa. Khinh khí cầu bay lên thật cao trên bầu trời. Oh, bầu trời đâu mất tiêu rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta chỉ bay qua mây thôi. Oh. Wow, bầu trời lại trở lại rồi. Khinh khí cầu, khinh khí cầu, thật là to mặt trời mặt trăng thôi nhé. Tít trên trời, cao vời vời, nào cũng bay và bay lên thật cao. Nhìn đi gấu bông, chúng ta đang ở rất rất cao. Peppa, cẩn thận đừng để rơi đó. Gấu bông, con làm rơi gấu bông rồi. Con đừng lo Peppa, chúng ta sẽ cứu gấu bông. Mọi người hãy bám chặt vô. Chúng ta sẽ đi xuống. Cô Thỏ đang làm khinh khí cầu đi xuống. Mọi người có thể cứu gấu bông. Bà không thấy gấu bông ở đâu hết. Gấu bông kìa ba. Gấu bông đang ở trên cành cây. Bà có thể dùng cái neo này để cứu gấu bông cho con. Từ từ. Từ từ. Được rồi. Heo ba đã cứu được gấu bông lên. Gấu bông. Hoan hô. Ôi trời. Không ai nhìn về hướng đang đi hết. Có chừng. Có một cái cây trước mặt. Bám chặt vô. Hết gấu bông bị kẹt trên cây. Giờ lại tới chúng ta bị kẹt trên cây. Heo ba à, chúng ta đang ở đâu vậy? Mình lạc rồi, có đúng không anh? Phải. Mọi người nhìn kia. Kia là nhà của ông và bà đó. Phải, chắc chúng ta ở trong giường của bà và ông đó. Anh cũng nghĩ vậy đó. Chào mọi người. Heo bà ơi, heo ông ơi. Ôi trời đất ơi, cô làm gì trên đó vậy cô Thỏ? Giúp chúng tôi, làm ơn. Ông ơi, tụi con bị kẹt trên cây không xuống được. Không cần lo, ông có một cái thang đây. Mọi người cùng leo xuống khỏi khinh khí cầu. Bà ơi, ông ơi, cô Thỏ đưa tụi con đi trên khinh khí cầu của cô đó. Nghe thật là thú vị đó. Nhưng bà e thứ tuyệt nhất mà bà đang có chỉ là món bánh sô-cô-la nhà làm của mình mà thôi. Bánh sô-cô-la nhà làm, nó đúng là rất tuyệt. Đây là chuyến đi khinh khí cầu tuyệt nhất đó. Và đây là cái bánh sô-cô-la tuyệt vời nhất. Bạn tưởng tượng. Cừu Suzy đang được mẹ chở tới nhà Peppa để chơi với Peppa. Chào cậu nha Peppa. Chào cậu Suzy. Mẹ.
xin giới thiệu với cậu, đây là người bạn mới của mình, sư tử Leo. Ủa, cậu ấy đâu rồi? Mình chẳng thấy ai hết. Suzy đã tự mình nghĩ ra một người bạn tưởng tượng. Cậu thật sự không thấy cậu ấy thiệt hả, bé ba? Thôi chơi tung bóng với mình đi. Được thôi, chụp bóng nè Leo. Peppa đã ném quả bóng cho người bạn tưởng tượng của Suzy. Leo không chụp được bóng hả? Cậu ấy chụp được chứ, chỉ là cậu ấy không thích chơi tung bóng thôi. Vậy thì Leo thích chơi trò gì? Cậu ấy rất thích chơi trò gầm gừ. Vậy cậu kêu Leo gầm gừ đi. Tất nhiên là được. Nhưng đó là cậu gầm mà. Không phải đâu, là Leo gầm gừ đó. À, chào cậu Leo. Peppa đang giả bộ là mình cũng có thể nhìn thấy sư tử Leo. Leo, giờ tụi mình sẽ trở thành bạn nha. Cậu ấy có đồng ý không Suzy? Cậu ấy đang gật đầu kìa. Vậy là đồng ý rồi. Peppa, Suzy, bây giờ hai đứa có muốn vô nhà ăn bánh trái cây cùng với mẹ không? Hai mẹ đang cắt hai miếng bánh trái cây ra cho Suzy và Peppa. Mẹ ơi, con và Suzy có một người bạn tưởng tượng nữa. Cậu ấy tên là sư tử Leo. À, mẹ biết rồi. Vậy bạn Leo của con có thích bánh trái cây không? À, dạ, bạn Leo cũng thích bánh lắm. Cậu đừng có nói dối như vậy chứ Peppa. Leo có thích như vậy đâu. Cậu mới thích bánh trái cây đó. Loại bánh mà Leo thích là bánh sô-cô-la kìa. Bây giờ nhà cô không có cái bánh sô-cô-la nào. Leo ăn đỡ bánh trái cây nha. Wow. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ thử một miếng nhỏ thôi. Theo mẹ cắt thêm một miếng bánh khác rồi đưa cho bạn tưởng tượng của Suzy. Lúc này George đang chơi cùng với chú khủng long của mình. Khủng long. George, em ngồi lên người bạn tưởng tượng của chị rồi. George không biết là Suzy có một người bạn tưởng tượng. Tử Leon nói là miếng bánh này to quá nên một mình cậu ấy không thể ăn hết được. Vậy nên em có thể ăn nó đó chót à. Bây giờ tụi mình lên lầu chơi được không Peppa? Được chứ, tụi mình chơi trò hóa trang đi. Nhưng mình đang hỏi Leon mà Peppa. Oh. Leon nói là cậu ấy cũng thích chơi trò hóa trang đó. Vui quá. Vậy thì tụi mình đi lên lầu thôi. Peppa và Suzy cùng nhau chơi trò hóa trang. Peppa sẽ đóng vai một nàng tiên xinh đẹp. Bây giờ ta sẽ cho con một điều ước. Điều ước của tôi là được trở thành nữ hoàng Suzy. Vậy thì sư tử Leo sẽ làm chú hề nha. Cậu ấy không muốn làm chú hề một chút nào đâu. Cậu ấy chỉ muốn được làm vua thôi. Heo ba đang đi vào phòng của Peppa. Mẹ nói với ba, hôm nay nhà chúng ta có một vị khách rất đặc biệt đúng không? Chỉ là bạn cũ Suzy thôi mà ba. Con có chắc là không còn ai khác ở trong phòng nữa không Peppa? Dạ còn một người ở đây nữa. Đó chính là quốc vương sư tử Leo. Tôi rất hân hạnh được gặp ngài thưa quốc vương Leo. Heba đang giả bộ, mình cũng có thể thấy quốc vương sư tử Leo. Thưa quốc vương, ngài có một cái bờm vàng ống thật là đẹp. Dạ, cái bờm vàng rất là đẹp. Và ngài quốc vương cũng đang mặc cái quần đẹp nhất của mình. Đúng rồi. Và ngài mặc áo len xanh dương nữa. Cậu ngốc quá Peppa. Ngài Leo đâu có mặc áo len màu xanh như cậu nói đâu. Ngài ấy đang mặc áo sơ mi màu xanh lá kìa. Ngài Leo đang mặc áo có cả hai màu xanh luôn. Peppa, Suzy, bạn của hai đứa tới rồi. Tất cả bạn của Peppa đã cùng nhau tới. Và các bạn ấy ai cũng đều đang mang ủng hết. Tụi mình cùng chơi nhảy trên vũng bùn đi. Chơi thôi. Còn có chắc là Leo cũng sẽ nhảy lên vũng bùn mà không mang ủng như mấy đứa không? Ô, con quên mất. Leo cũng cần phải mang ủng như tụi con nữa. Nhìn Leo nè. Cậu ấy cũng đang nhảy lên nhảy xuống nữa đó. Mọi người đã cùng nhau chơi đùa nhảy trên vũng bùn một cách thật là vui vẻ. Kể cả người bạn tưởng tượng sư tử Leo của Suzy. Hòn đảo hải tặc. Theo ông đưa Peppa và các bạn cậu ấy đi chơi trên thuyền của mình. Mọi người lên thuyền hết chưa? Dạ, tụi con đã lên thuyền, bắt đầu xuống thuyền nữa. Rồi hành nào. Peppa và các bạn của cậu ấy đều đang mặc áo phao. George, con có thể đội nón hải tặc của ông nè. Hôm nay chúng ta sẽ đi thuyền tới đảo hải tặc đó các con. Nếu gặp may mắn, chúng ta có thể tìm được kho báu lớn nữa đó.
Đảo Hải Tặc nghe có vẻ như là một nơi rất hấp dẫn. Đất liền đây rồi. Đã đến nơi rồi. Đảo Hải Tặc. Wow. Cái gì vậy ạ? Nó là cái máy dò tìm kim loại. Nó sẽ tìm kho báu cho chúng ta. Heo ông đang dùng máy dò kim loại để tìm kho báu bị chôn giấu dưới đất. Máy dò kim loại đã tìm ra gì đó. Đào nó lên đi các con. Dạ, là một đồng xu. Một báu vật. Wow. Wow. Chúng ta cùng đi tìm thêm nữa nè. Lại tìm được gì rồi nè. Nó có vẻ rất là lớn. Ôi trời ơi, để ông coi, món báu vật này thật là nặng tay đó. Ôi trời, đó không phải báu vật bị chôn, đó chỉ là chiếc xe mua hàng cũ. Tìm kho báu như vậy là đủ rồi. Có ai muốn làm một lâu đài cát thiệt lớn không nè? Đúng là ý kiến rất hay đó heo bà. Giờ tôi sẽ kiểm tra chiếc thuyền. Heo bà và các bạn nhỏ sẽ cùng nhau làm một lâu đài bằng cát thật lớn. Và heo ông sẽ làm những việc quan trọng còn lại trên thuyền. Thật là tuyệt quá. Có lẽ mình sẽ nhắm mắt lại để ngủ một chút. Heo bà và các bạn nhỏ đang làm một lâu đài cát thật lớn. Họ cần rất nhiều và rất nhiều cát. Họ dùng những cái xô để làm tháp canh. Tòa lâu đài thật là đẹp. Tới lúc về rồi. Ủa, chiếc thuyền của chúng ta đâu mất rồi? Bà ơi, nhìn kìa. Ôi không, heo ông đã ngủ mất rồi. Và chiếc thuyền thì đang trôi đi mất. Chúng ta phải gọi heo ông dậy nhanh lên. Hãy hét lên lớn nhất có thể đi các con. Ôi kìa, heo ông vẫn còn đang ngủ. Ông đang ở quá xa nên không thể nghe được chúng ta gọi. Chúng ta đã bị kẹt trên hòn đảo hải tặc rồi. Chúng ta đã bị bỏ lại. Chúng ta sẽ phải ở lại đây cả trăm năm. Vậy là chúng ta sẽ phải ăn những hoa quả hoang dã đó. Và chúng ta sẽ phải ăn những con côn trùng và sên nữa. Ghê lắm. Phụ huynh đã tới để đón các bạn nhỏ. Ông mình đang ở đâu vậy? Chào. Xin chào mọi người. Mọi người đi chơi có vui không? Có. Thật ra thì ông đã quên vài thứ ở đó mất rồi. Lát nữa gặp lại nha. Nhìn kia, ông đã trở lại. Mình được cứu rồi. Xin mời lên thuyền các thủy thủ. Heo ông thật là hư quá. Mọi người tưởng là bị bỏ lại rồi chứ. Xin lỗi các con về chuyện đó nha. Lần sau ông hứa sẽ không ngủ quên trên thuyền nữa đâu. Tạm biệt hòn đảo hải tặc. Hẹn một ngày gặp lại nha. Con thích hòn đảo hải tặc. Lần sau trở lại được không ông? Tất nhiên là được chứ Peppa. Văn phòng của heo ba. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Peppa và George được tới thăm văn phòng của heo ba. Ba ơi, ba làm gì cả ngày ở văn phòng vậy ba? Có rất nhiều thứ thú vị mà con sẽ thấy thôi. Đây là tòa nhà nơi mà heo ba làm việc. Chúng ta tới rồi. Xin chào. Xin chào, tôi là heo ba đây. Xin chào anh. Ba ơi, con bấm nút được không ba? Con cứ bấm đi Peppa. Xin chào. Con là Peppa đây. Chào con Peppa, vào đi. Văn phòng của ba nằm ở tầng trên cùng. Chúng ta sẽ di chuyển lên đó bằng thang máy. Con bấm nút này được không ba? Ba nghĩ giờ tới lượt George bấm rồi. Bấm nút trên cùng đó George à. Thang máy đang đưa Peppa với George và heo ba lên tầng trên cùng. Đây là tầng trên cùng. Cửa đang mở.
Đây là văn phòng của Heo Ba. Xin chào mọi người. Xin chào Heo Ba. Ồ, xin chào anh. Chú Thỏ và cô Mèo làm việc cùng với Heo Ba. Tôi đã dẫn theo hai vị khách đặc biệt đến tham quan văn phòng của chúng ta hôm nay. Đây là Peppa và đây là George. Thật vui khi các con đến đây. Chúng ta bắt đầu tham quan nào. Anh Thỏ à, bắt đầu từ chỗ anh có được không? À, tất nhiên là được rồi. Công việc của chú chủ yếu là về các con số. Bây giờ chú sẽ lấy những tờ giấy rất quan trọng này. Sau đó dùng một con dấu cao su, rồi đóng dấu lên những tờ giấy này. Wow! Công việc của chú Thỏ thật là tuyệt. Con có thể đóng dấu được không chú? Tất nhiên rồi, chú sẽ lấy cho con một ít giấy. Có giấy ở đây luôn này chú. Ồ, chú nghĩ là con nên dùng một tờ giấy trắng của con đây. Peppa rất thích đóng dấu bằng con dấu cao su. Con rất thích công việc của chú Thỏ đó. Đi tham quan tiếp thôi nào. Tiếp theo sẽ là bà của cô Mèo. Mèo. Cô chào Peppa và George. Con chào cô. Thật ra thì công việc của cô là vẽ hình lên máy vi tính đó. Sau đó cô in những cái hình này ra ngoài. Wow. Và thêm một bản sao nữa. Cảm ơn cô. Công việc của cô Mèo thật là thú vị. Cô làm thử được không cô? Bây giờ tới lượt của George rồi, Peppa. Phải đó, George. Tới lượt em làm việc rồi đó. George đang vẽ những hình tam giác màu xanh dương. Giờ thì in nó ra. Con cũng thích công việc của cô Mèo nữa. Bây giờ con muốn tham quan chỗ của ba không? Dạ có thôi ba. Đây là bàn làm việc của Heo Ba. Công việc của ba có hơi phức tạp hơn một chút. Ba lấy những con số lớn hơn, biến đổi chúng và tính ra tiếp tuyến chịu tải của chúng. Công việc của Heo Ba nghe có vẻ rất là quan trọng. Ba có đóng dấu không ba? Không còn. Ba có dùng máy tính không ba? Cũng không. Nhưng ba có dùng nhiều bút màu để viết. Ba ơi, tụi con có thể dùng bút màu để vẽ được không ba? Ý hay đó. Peppa và George rất thích vẽ bằng bút màu. Con thì vẽ một ngôi nhà, còn em George vẽ một chú khủng long. George lúc nào cũng vẽ khủng long hết đó nha. Khủng long. Ôi nhanh quá, đã tới 5 giờ rồi. Tới giờ về nhà rồi. Phải công nhận con vẽ ngôi nhà rất đẹp đó Peppa. Con khủng long nhìn cũng rất hung dữ nữa. Con và George thích làm công việc của ba. Hai đứa nhỏ làm việc tốt lắm. Con cũng thích công việc của chú Thỏ. Và con thích làm công việc của cô Mèo nữa. Nhưng mà con thích làm công việc của ba con nhất. Em bé heo. Peppa và George đang được ba mẹ chở đi thăm chị họ Chloe của mình. Ngày hôm nay không những các con sẽ đi gặp chị Chloe mà sẽ còn được gặp em họ mới nữa. Peppa và gia đình của cậu ấy đã tới nhà của chị họ Chloe. Dạ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chào hai em nha, Peppa và George. Đây là Chloe, chị họ của Peppa và George. Còn em họ mới đâu rồi chị? Em họ nhỏ của các con ở đây nè. Em họ mới của Peppa và George là một chú heo nhỏ, bé bỏng đáng yêu. Trời ơi, thằng bé dễ thương quá đi mất. Em ấy có phải là em gái không chị? Không phải vậy đâu, em ấy là con trai. Ờ, ước gì em ấy là em gái. Chị cũng thích vậy. Nhưng George thì ngược lại, em ấy thích em bé là con trai hơn. George ơi, mẹ nghĩ là em bé còn nhỏ quá để chơi khủng long với con. George, em bé không thích chơi khủng long với em đâu. Em ấy muốn chơi bóng với chị. Peppa à, mẹ nghĩ em bé cũng còn nhỏ quá để chơi bóng với con đó. Nếu em ấy không thể chơi được khủng long, cũng không chơi được bóng, vậy em ấy chơi được gì? Em ấy chỉ việc ăn và ngủ thôi. Và còn làm được vậy nữa. Cô ơi cô, cho con ẵm em bé một chút được không? Được thôi, nhưng con nhớ phải thật cẩn thận. Như vậy thì con có thể ôm Alexander. Alexander. À, là tên em bé đó con. Em bé tên Alexander. Đó là một cái tên thật vĩ đại dành cho chú heo nhỏ bé bỏng. Em ấy thật là dễ thương, cho dù là con trai hay con gái. Oh, có mùi gì ghê vậy?
Chắc là cô phải đưa Alexander đi thay tả rồi. Cái này ghê quá đi. Peppa, khi con còn nhỏ, con cũng mặc tả như em ấy vậy. Con không có mặc. Mẹ ơi, vậy con ra sau vườn chơi với Peppa và George có được không? Mẹ đồng ý. Chloe, giờ chị có thấy vui khi có em trai hay không? Chị thấy vui lắm, vì Alexander rất đáng yêu. Em ước gì em chó cũng dễ thương như em của chị. Chị có ý này hay nè. Bây giờ chúng ta sẽ để George đóng giả làm em bé. Sau đó George sẽ ngồi vào trong chiếc xe đẩy này. Đó là một ý kiến hay. Nhưng George không muốn đóng giả làm em bé chút nào. George, nếu em chịu đóng giả là em bé thì chị hứa cái gì chị cũng nhường cho em hết, mãi mãi luôn. George đang bắt đầu suy nghĩ. Dạ, em có thể chơi đồ chơi của chị luôn. George đang suy nghĩ thêm lần nữa. Dạ, khi về nhà, em có thể lấy đồ chơi của chị nữa. Vậy là George đã đồng ý. Em đúng là một em bé heo đáng yêu. Mèo Candy, cụ Suzy, thỏ Rebecca và ngựa vàng Chewy đang đi tới. Xin chào. Mẹ. Ủa sao em George lại ở trong xe đẩy vậy các cậu? Đó không phải em George đâu. Đó là một em bé heo. Nhưng rõ ràng đây là George mà. Em George đang đóng giả là một em bé heo đó. Vậy em ấy là bé trai hay bé gái? Là bé gái. George không muốn đóng giả làm em bé gái. Thôi được rồi, em ấy là em trai. Chị có bánh quy ở đây nè. Không biết là em bé heo có muốn ăn một chút hay là em không? Em ấy không ăn được đâu, bởi vì bánh quy quá cứng. Nhưng George lại rất thích bánh quy. Nhưng mà chắc ăn một cái cũng không sao đâu ha. Em ấy thông minh quá. Dạ, em ấy còn đẹp trai nữa. Còn rất vui tính nữa. Mình chưa từng thấy em bé heo nào dễ thương như vậy luôn. George đã bắt đầu thích trò chơi này. Heo cô đang ẵm em bé Alexander và mọi người cùng đi tới. Nhìn kìa, ở đó có một em bé heo thật đó các cậu. Em bé này nhìn dễ thương quá. Em bé đáng yêu hơn rất nhiều. Ôi tội cho chó cũng muốn làm một bé heo để mọi người quan tâm nữa. Ồ, nín đi mà chó. Con lúc nào cũng là em bé heo trong lòng của mẹ hết đó. Có lẽ tới lúc chúng ta chơi trò khác rồi. Hay là chúng ta cùng chơi rượt bắt với khủng long đi con. Chó thích làm một em bé heo. Nhưng chắc là em ấy thích làm chó hơn. Sinh nhật chó. Hôm nay là sinh nhật của chó. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm. Bây giờ còn sớm quá mà. Không làm. Về giường của em đi. Hình như hôm nay có người đã dậy rất sớm. Chúc mừng sinh nhật con nhà George. Em George đã gọi con dậy. Con cũng gọi mọi người dậy trong sinh nhật của mình mà Peppa. Nhưng đâu có giống nhau. Đó là sinh nhật của con mà. Nhưng hôm nay là sinh nhật của em George mà con. Chúc mừng sinh nhật chó. Đây là quà của con nè chó. Khủng long. Chị biết thế nào cũng là một con khủng long nào đó mà. Bấm cái nút ở bụng nó đi con. Ôi, nhìn nó đáng sợ quá. Chó, chị đã làm thiệp sinh nhật này cho em nè. Em có biết chị đã vẽ gì không? Chó không đoán được đó là gì cả. Chị định vẽ cho em một bông hoa. Chó không thích hoa chút nào. Nhưng mà cuối cùng chị đã quyết định vẽ cho em một khủng long. Con vẽ bức tranh này đẹp lắm đó Peppa. Dạ phải, con vẽ tranh rất giỏi mà ba. Bây giờ, nhà mình sẽ tới một nơi rất đặc biệt để chúc mừng sinh nhật của George nào. Đi thôi. Mà chúng ta đi đâu vậy mà? Con sẽ biết ngay thôi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi đến nơi tổ chức sinh nhật cho George. Nhà mình sẽ đi tới rạp xiếc hả ba? Không, nhưng chúng ta cũng sẽ đến một nơi rất thú vị. Có phải là rạp chiếu phim không ba? Không, chỗ này còn vui hơn nhiều. Vậy con không đoán được rồi. Các bạn đoán xem họ sẽ đi đâu? Chúng
ta tới rồi. Cả gia đình Peppa cùng nhau đi tới viện bảo tàng. Mình tới bảo tàng để làm gì vậy ba? Đi thôi nào, con sẽ biết ngay thôi. Rốt cuộc thì heo ba muốn cho chót xem gì đây? Chót à, nói bà nghe, con cảm thấy thích thứ gì nhất hả? Đó là hổng lăng. Hổng lăng. Món quà đặc biệt dành cho sinh nhật của chót là chuyến đi tới phòng khủng long ở viện bảo tàng. Sao lúc nào cũng là con khủng long hết vậy nè? Hổng lăng. Nín đi đừng khóc mà chót. Nó không phải là khủng long thật đâu con. Nó chỉ là robot thôi con à. Nhìn ba đây, ba đứng ở chỗ này và... Và bây giờ chúng ta còn có một bất ngờ khác. Tất cả các bạn của George và Peppa đều đang có mặt ở đây. Cô Thỏ đã làm một cái bánh sinh nhật tặng cho George. Ở đây có ai đoán được đây là bánh sinh nhật gì hay không? Là bánh khủng long đúng không cô? Đúng là bánh khủng long. Con đoán hay thiệt đó Peppa. Chúc mừng sinh nhật nha George. Còn một bất ngờ cuối cùng nữa. Đi theo chú nào. Nào, đoán xem bất ngờ cuối cùng là gì? Cậu nghĩ đó là gì hả Peppa? Mình nghĩ cái gì đó liên quan tới khủng long. Cái gì vậy ba? Cái mà chúng ta cần phải bơm không khí vào. Con biết rồi. Đó là lâu đài bằng hơi nè. Peppa rất thích lâu đài hơi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của chó. Sao không phải là cái gì đó liên quan tới khủng long hả ba? Thì đây là con khủng long mà. Một con khủng long bằng hơi. Chó rất thích khủng long hơi. Và mỗi người cũng thích khủng long hơi như chó. Thật là vui quá đi. Chúc mừng sinh nhật chó. Sinh vật tí hơn. Peppa và George đang giúp heo ông hái rau củ. Peppa, cái này là rau diếp nè con. Dạ con cảm ơn ông. Con gì đây? À, ông ơi con gì mà thấy ghê vậy ông? Quái vật. Con này không phải là quái vật đâu mấy đứa. Nó chỉ là con ốc sên nhỏ thôi mà. Ủa, con ốc sên đi đâu mất rồi ông? Nó trốn vào trong giỏ của mình rồi. Cái giỏ này là nhà của ốc sên hả ông? Đúng rồi, cái giỏ này là nhà của ốc sên. Tụi con nhìn kìa, nó lại chui ra khỏi giỏ nữa rồi. Xin chào ông ốc sên. Ông ơi, trong nhà của ông ốc sên có giường ngủ không ông? Không có đâu Peppa. Nếu con là một con ốc sên, con sẽ đặt một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và cái tủ lạnh. Và thêm một cái tivi nữa. Ông ơi, ốc sên ăn gì để sống vậy ông? À, nó chủ yếu ăn rau như rau diếp của ông đi nè. Kìa, đừng có ăn nữa. Còn ốc sên nhỏ xấu tính. Ông ơi, con và chót muốn được đóng giả làm ốc sên. Hai cái rổ này giả làm con ốc sên được nè. Chà, giờ thì nhìn hai đứa giống ốc sên rồi đó. Giờ tụi con sẽ ăn hết vườn rau diếp của ông luôn đó ông. Ô nè, mấy con ốc sên nhỏ này đừng có động vô rau diếp của ông nha. Còn nếu như ông vẫn tiếp tục la tụi con thì tụi con sẽ chui vào ngôi nhà của mình. Tất cả bạn của Peppa đều đang đi tới. Con xin chào ông. Chào con Suzy. Tụi con tới để chơi với Peppa và George đúng không nào? Dạ đúng rồi ông. Nhưng mà ông không biết tụi nó ở đâu hết đó. Bây giờ ở đây chỉ có ông với hai con ốc sên nhỏ này mình thôi. Mình là ốc sên nè. Mình là ốc sên nè. Ông là chưa? Tụi mình đang chơi đóng giả ốc sên nè. Nè. Cho tụi mình chơi chung với được không? Có ít rổ quá, ông nghĩ sẽ không đủ rổ cho các con. Các con có thể chơi trò khác được mà. Từ thứ gì đó đặc biệt ở trong giường này.
Dạ cà rốt. Bạn thỏ Rebecca rất thích củ cà rốt. Không đâu Rebecca, không phải củ cà rốt đâu. Thôi tụi con đi theo ông đi. Có tiếng gì kêu ba ba kìa. Hình như có gì đó phát ra từ ngôi nhà nhỏ kia. Ông ơi, tại sao ngôi nhà búp bê đó lại phát ra tiếng ba ba vậy ông? Không phải là nhà của búp bê đâu Peppa. Đây là nhà của ông, hay còn được gọi là tổ ong. Nhìn đi, có mấy con ong bay ra kìa. Nó đang làm gì vậy ông? Nó đang hút mật từ hoa, rồi sau đó nó sẽ bay trở về tổ để biến mật hoa thành mật ong. Con rất thích mật ong, con sẽ đóng giả làm một chú ong. Ba ve, ba ve, ba ve. Đúng rồi, giả làm ong thôi. Buzz, buzz, buzz. Ba ve, ba ve, ba ve. Đúng rồi, tụi con là bầy ong bận rộn. Dạ phải, tụi con là một bầy ong bận rộn. Ba ve. Bây giờ tụi con sẽ bay về tổ để làm mật ong thôi. Ba ve, ba ve. Ôi trời ơi, các con đang chơi trò gì vậy? Ba ơi, tụi con là một bầy ong nè. Ba ve. À, vậy bầy ong có muốn ăn bánh mì nướng không nè? Dạ có. Vậy các con muốn phết gì lên trên không? Dạ mật ong. Thật may quá, vì bà đã chuẩn bị trước hết rồi, cả bánh mì và mật ong. Mình rất thích làm con ong, vì khi làm ong sẽ được ăn nhiều mật ong ngon ngọt. Còn mình thích làm ốc sên, vì ốc sên có thể ăn hết vườn rau của ông luôn. Ô, thôi nào. Ô, có ốc sên nhỏ ham ăn. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ong. Peppa và George được heo bà dẫn tới khu vườn của heo ong để chơi. Tiếng gì mà ồn ào quá vậy ba? Bà đoán ông đang làm cái gì đó. Ông chào hai đứa nha. Peppa với George tụi con đến đây đúng lúc lắm. Ông cũng vừa mới làm xong đó. Nhưng mà ông vừa làm xong cái gì vậy? Chờ chút tôi sẽ cho mọi người xem ngay. Thì ra là một cái xe lửa đồ chơi. Nó không phải là đồ chơi đâu. Nó được gọi là Gertrude. Đây là một đầu máy xe lửa thu nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể chạy mà không cần có đường ray sao heo ông? Ồ không đâu. Tôi đã thử gắn bánh xe ô tô cho Gertrude. Vì vậy nó có thể di chuyển bất cứ đâu cũng được. Ông ơi, cho tụi con ngồi chung với ông được không? Tất nhiên là được rồi. Đến giờ xuất phát rồi. Tạm biệt ba. Gặp lại con sau. Cả Peppa và George đứa nào cũng đều thích chiếc xe lửa nhỏ của ông. Đoàn tàu này kêu chu 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 chu. Đoàn tàu này kêu chu 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 suốt ngày luôn. Và một bạn nhỏ kêu út 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 út. Và một bạn nhỏ kêu út 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 suốt ngày luôn. Chó ông và chó Danny cũng đang đi tới. Chào Peppa. Chào cậu Danny. Ông đang chơi xe lửa với tụi nhỏ hả heo ông? Ông nói đồ chơi sao? Gertrude không phải là đồ chơi. Chiếc xe lorry nhỏ bé của ông hoạt động rồi sao? Ông nói lorry nhỏ bé sao? Hey, chiếc xe kéo này của tôi là một chiếc xe chuyên dùng để làm việc chuyên nghiệp. Ông ơi, con lên xe lửa chơi với mấy bạn được không ông? Cái đó thì do con chọn thôi Danny. Nếu như bây giờ con thích chơi xe lửa thì... Dạ con cảm ơn ông. Vậy thì con phải lái xe nha. Cô thỏ đang lái xe buýt chở học sinh của trường. Khi nhìn sang bên trái, tất cả chúng ta có thể thấy những dãy đồi núi và cây cối. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Tất cả bạn của Peppa đều có mặt ở đây. Tụi con lên xe lửa của ông nha. Tôi đang lái xe buýt của trường, đưa tụi nhỏ đi vòng quanh và chỉ cho chúng những điều thú vị. Đi xe lửa của ông có thú vị không? À, tất nhiên là có rồi con. Giơ tay lên, nếu ai trong số các con muốn lên xe lửa. Dạ con. Giờ thì ai trong số các con muốn ở lại xe buýt thì giơ tay lên. Thôi được rồi. Trên đường đi có quá nhiều bùn.
Vũng bùn này sẽ làm cho chúng ta bị kẹt lại. Có lẽ chúng ta nên tìm đường khác để đi thôi. Không sao đâu, đó chỉ là một vũng bùn thôi mà. Đi thôi cho trước, chạy ra bên luôn nào. Đi thôi nào xe buýt, chạy qua đó đi. Bỗng nhiên xe buýt lại bị kẹt trong vũng bùn. Ơi, xui quá. Xin chào cô Thỏ, hôm nay mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ? Xe của tôi bị kẹt trong vũng bùn rồi. Ông kéo xe ra giúp tôi có được không? Tất nhiên là được rồi. Xe của ông có đủ mạnh để kéo không vậy? Cô cứ yên tâm đi. Kéo không nổi hả ông? À, đúng rồi. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần một chiếc xe khác mạnh hơn. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp được không? Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết. Nhưng dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của tôi ông. Tôi chợt nghĩ ra một ý rất hay. Có thể xe lửa của ông có thể kéo được xe của tôi ra khỏi vũng bùn này đó. À, ý tưởng có vẻ hay đó cô Thỏ à. Chiếc xe lửa nhỏ của heo ông sẽ thử kéo xe buýt ra khỏi vũng bùn. Kéo thật mạnh nào. Có lên rồi. Có lên nào. The room. Làm tốt lắm xe lửa. Không ngờ xe lửa của ông chỉ là đồ chơi thôi, nhưng lại làm tốt tới như vậy đó. Xe lửa đồ chơi sao? Không đâu, Gertrude không phải là đồ chơi. Gertrude là một người bạn tuyệt nhất trên thế gian này. Vẽ tranh. Hôm nay Peppa và George sẽ cùng nhau vẽ tranh. Chúng ta cần lấy thêm một ít giấy báo cũ để làm giấy lót. Dạ phải. Heo ba đang chăm chú đọc tờ báo của mình. Hai đứa có thể lấy báo của ba để lót bàn sau khi ba đã đọc xong. Thôi được rồi, hai đứa cứ lấy đi. Giờ chúng ta vẽ tranh được rồi. Em ngốc quá à chứ. Người lớn vẽ tranh không bao giờ nhúng tay vô màu vẽ đâu em. George rất thích vẽ tranh bằng hai tay của mình. Peppa cũng bắt chước George vẽ tranh bằng hai tay. Hai đứa vẽ đẹp lắm. Cho anh xin một củ khoai tây được không em? Nhưng em còn chưa nấu chúng nữa mà heo ba. Bộ ba thấy đói bụng hả ba? Không phải là ba định ăn nó đâu hai đứa. Xem ba làm nè. Thế thì heo ba đang định làm gì vậy mọi người? Các con biết ba đang vẽ gì hay không? Dạ là một bông hoa. Ba vẽ thật là đẹp. Khi ba còn nhỏ, ba cũng rất thích vẽ tranh như hai đứa. Ba cất đồ vẽ tranh hồi nhỏ của ba ở đâu rồi ta? Ba ơi, sao ba đội cái nón gì mà mắc cười quá vậy? Đây là cái mũ nồi hồi nhỏ của ba. Cái mũ này nó giúp ba có tâm trạng tốt hơn để vẽ tranh. Bây giờ chúng ta nên vẽ gì đây? Con chọn cảnh đẹp lắm cho. Vậy thì ba sẽ vẽ cái cây anh đào này. Cái gì vậy ba? Đây là cái giá vẽ đó Peppa. Công dụng của nó là giữ cố định tấm giấy nền. Giấy nền là gì vậy ba? Nó cũng giống như giấy vẽ tranh, nhưng loại giấy này được dùng cho những bức tranh đặc biệt. Đó có phải kem đánh răng không ba? Không phải kem đánh răng đâu. Đây là loại màu đặc biệt, loại màu chuyên dành cho họa sĩ trưởng thành. Xong rồi, giờ thì chúng ta nên bắt đầu với màu nào? Dạ màu đỏ. Tại sao con lại chọn màu đỏ? Dạ màu đỏ là màu yêu thích của con. Nhưng trước tiên chúng ta phải vẽ bầu trời đã. Con nhìn lên trời thử xem bầu trời có màu gì. Dạ là màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa, vậy bắt đầu với màu xanh dương trước. Tiếp theo sẽ vẽ cây anh đào. Chúng ta cần màu xanh lá. Chúng ta đâu có màu xanh lá đâu ba. Không vấn đề gì đâu. Nếu chúng ta trộn màu xanh dương và màu vàng lại với nhau thì sẽ được màu xanh lá. Khi trộn màu xanh dương và màu vàng lại với nhau, chúng ta sẽ có màu xanh lá. Đám lá cây màu xanh này trông thật là đẹp. Và đây là bãi cỏ. Vậy còn cành cây thì sao ba? Chúng ta đâu có màu nâu đâu ba. Chúng ta có thể tự làm màu nâu bằng cách trộn màu xanh lá và màu đỏ lại. Khi trộn màu xanh lá và đỏ lại với nhau sẽ tạo ra màu nâu. Heo ba đang dùng màu nâu tự trộn để vẽ thân cây và cành cây. Thử vẽ được không ba? Được mà Peppa. Con hãy thử nhúng những ngón tay của mình vào màu đỏ rồi chấm nó lên bức tranh đi. Một trái, hai trái, ba trái. Con vẽ giỏi lắm. Bây giờ George cũng thử vẽ nha con. Con đúng là một họa sĩ vẽ tranh giỏi đó George à.
Vậy là xong, bức tranh đã được vẽ hoàn chỉnh. Hay ho. Oh, đó là mấy bạn dịch. Chào mấy bạn dịch nha. Tụi mình đang vẽ tranh đó. Bỗng nhiên bầy dịch đạp lên màu queo ba. Đi 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 đi, bầy dịch hư quá. Đi chỗ khác đi dịch, đi đi, đừng lại gần bức tranh của ta. Thật không may, bầy dịch đã làm rơi bức tranh xuống đất và để lại dấu chân dính đầy màu lên trên bức tranh. Ôi trời ơi. Có tiếng gì ồn ào vậy? Mẹ ơi, bầy dịch đã làm hư bức tranh của tụi con rồi. Đâu để mẹ xem nào. Bầy dịch đang chạy vòng quanh trong giường rồi để lại dấu chân dính đầy màu của mình, rất giống dấu chân trong bức tranh. Bức tranh của ba con không bị hư hỏng gì đâu Peppa, nhìn rất hoàn hảo. Hay ha. Ồ, đúng rồi heo mẹ ha, anh khá là giỏi trong việc vẽ tranh mà phải không? Bầy dịch cũng vẽ tranh giỏi lắm. Nay ngoài trời đổ mưa nhẹ. Peppa, George, mặc áo mưa vào đi các con. Khi trời mưa, Peppa và George đều phải mặc áo mưa. George không thích đội nón đi mưa chút nào. George, con phải đội nón mới được. Dạ tại sao? Bởi vì con phải giữ khô người. Dạ tại sao? Bởi vì con có thể sẽ bị cảm lạnh. Dạ tại sao? George, con muốn chơi trong vườn hay không? Vậy thì con phải đội nón chứ. Đi nào chó. Peppa và George sẽ nhảy lên những vũng bùn lầy. George không hề muốn đội nón đi mưa của mình. Peppa, George, mau vào nhà đi, mưa lớn quá. Vào nhà chơi đi các con à. George à, nón của con đâu? George đã bị cảm lạnh. Ôi, tội nghiệp George quá. Con bị bệnh rồi kìa. Không cần lo, anh sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Bác sĩ gấu nâu nghe đây. Tôi hiểu rồi. Đưa George về giường đi. Tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ gấu nâu. Tạm biệt. George có phải tới bệnh viện để khám bệnh không ba? Dạ còn phải uống thuốc nữa. Không, George chỉ cần trở về giường thôi. Ờ, vậy là George không phải bị bệnh nặng rồi. Cái này gớm thiệt đó nha George. Tội nghiệp George, để mẹ đưa con về giường nha. George, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Dạ. George không muốn phải bị nằm trên giường. George, con phải nằm trên giường cho tới khi khỏe hơn. Sao vậy ba? Bởi vì con cần phải giữ ấm. Sao vậy ba? Bởi vì bác sĩ gấu nâu nói như bà như vậy. Xin chào, bệnh nhân của tôi đâu? Mở miệng ra nào và nói à. George thấy hơi sợ một chút. Peppa, con đã lớn và dũng cảm. Con chỉ chót cách nói đi. À. Dạ được. À. Chót đã bị cảm lạnh. Chót có phải uống thuốc không bác sĩ? Không, nhưng em ấy phải cần uống sữa ấm trước khi ngủ để giúp chót ngủ ngon hơn. Cảm ơn bác sĩ gấu nâu nha. Không có gì. Tạm biệt. George đã nằm trên giường cả ngày. Giờ là giờ ngủ của Peppa. George, em khỏe hơn chưa? George vẫn chưa khỏe hơn. George, em đừng có hắt xì to như vậy. Thật là không thể nào chịu được. George, con hãy uống sữa ấm để giúp con ngủ ngon hơn đi. Sữa ấm làm George cảm thấy rất rất là buồn ngủ. Tạm biệt hai chú heo nhỏ. Bây giờ thì im lặng hết rồi. Trời đã sáng rồi. George đã ngủ rất là ngon. George đã khỏe hơn.
Đi nào mọi người, hôm nay trời nắng rất đẹp. George đang đội mũ đi mưa. Cậu ấy không muốn bị cảm lạnh nữa. Ôi George, con không cần phải đội nón đâu con à. Sao vậy mẹ? Bởi vì hôm nay trời rất ấm. Sao vậy ba? George, em đừng có lúc nào cũng hỏi tại sao, có được không? Sao vậy chị? George đúng là khỏe hơn rồi.